Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 23. Liên Song nhẹ nhàng nói, không lâu nữa, Hám Tông chắc sẽ nổi danh chư thiên vạn giới. Tông thủ khẽ gật đầu, sắc mặt trở nên phức tạp. Không lâu nữa, Hám Tông nhận định sẽ vượt xa bọn họ. Ngay cả bây giờ, thực lực của bọn họ và Hám Tông đã có sự khác biệt lớn. Không đúng. Không bao gồm Diệp Quân. Tông thủ và Liên Song quay lại nhìn Diệp Quân, bắt gặp ánh mắt hai người, Diệp Quân cười nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Liên Song trầm giọng nói, Diệp huynh, huynh đến từ vũ trụ quan huyên phải không? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Liên Song do dự nói, cách đây không lâu, ta nghe nói trong vũ trụ quan huyên có người mang thiên mệnh gì đó, người đó không phải là huynh đấy chứ? Cô gái có vết bớt nhìn Liên Song. Gia tộc nhà Liên Song và tông thủ không lớn mạnh bằng gia tộc nhà cô ấy, cho nên tin tức không linh thông lắm. Nghe Liên Song nói vậy, Diệp Quân cười lớn, người đó không phải ta. Không phải. Liên Song cau mày, đang định hỏi gì đó thì bầu trời tách rời, một ông lão bước ra, phía sau ông ta là mấy chục cường giả. Ông lão đi tới trước mặt Liên Song, hơi khom người, thiếu chủ. Liên Song mỉm cười, sau đó nhìn ba người Diệp Quân. Diệp huynh, Tông huynh, còn cả vị cô nương này nữa, ta phải về rồi. Xin cáo từ. Ba người họ gật đầu, Diệp Quân nói, bảo trọng. Liên Song cười nói, ba vị, nếu có thời gian nhất định phải tới huyền giới chơi nhé. Nói xong, hắn ta chắp tay chào rồi cùng ông lão kia biến mất trên không trung. Tông thủ nói, Diệp huynh, ta cũng phải đi rồi. Diệp Quân nhìn tông thủ chắp tay chào, Diệp huynh. Cô nương, chúng ta có duyên gặp lại. Diệp Quân gật đầu, được. Tông thủ bay vụt lên trời, biến mất trên không trung, cuối chân trời, có một ông lão đang đợi y. Chẳng mấy chốc, tông thủ và ông lão kia đã biến mất. Diệp Quân nhìn cô gái có vết bớt, cười nói, cô nương, ta cũng phải đi rồi. Sau này gặp lại. Cô gái có vết bớt nhìn Diệp Quân, do dự không nói. Diệp Quân biết cô gái này không thích nói chuyện. Nên không nói thêm gì nữa, đang định rời đi thì thời không bên cạnh cô gái tách ra, một ông lão áo trắng đi tới, phía sau ông ta còn có 9 cường giả thần bí mặc áo giáp vàng. Nhìn thấy ông lão này, Diệp Quân hơi bất ngờ. Khí tức của ông lão áo trắng cực kỳ mạnh mẽ, đối phương vừa đi ra, trời đất đều trở nên hư ảo. Cấp bậc thần đế. Diệp Quân hơi kinh ngạc. Không ngờ lại gặp một cường giả cấp bậc thần đế ở đây. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn cô gái có vết bớt, tiểu thư, tộc trưởng bảo thuộc hạ tới đón cô. Cô gái có vết bớt khẽ gật đầu, sau đó đi về phía đường hầm thời không, lúc định bước vào, cô ấy đột nhiên dừng lại, rồi quay người nhìn Diệp Quân, thấy cô ấy quay lại, Diệp Quân cười nói, cô nương, sau này gặp lại. Cô gái có vết bớt nhìn Diệp Quân, định nói gì đó, nhưng Diệp Quân đã quay người rời đi. Thấy Diệp Quân rời đi. Cô gái có vết bớt trầm mặc một lúc, cuối cùng không nói gì mà quay người rời đi. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Quân cách đó không ra, rồi cũng rời đi. Diệp Quân xuống núi, lúc này, An Nam Tịnh xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Quân cười nói, thật xin lỗi tiền bối, ta không lấy được bất khuất cốt. An Nam Tịnh gật đầu, không sao, vậy càng tốt. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, nếu không có ý thù địch. Thì cần gì bất khuất cốt? Diệp Quân cười lớn. An Nam Tịnh nói, ta đưa cậu đến một nơi khác. Diệp Quân hỏi, chiến trường hư chân thế nào rồi? An Nam Tịnh đáp, vẫn ổn. Vẫn ổn. Diệp Quân im lặng. An Nam Tịnh nói, đừng nghĩ nhiều, nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là nâng cao thực lực. Diệp Quân gật đầu, ừ. Hắn biết, kẻ thù của hắn là chân vũ trụ. Hắn chắc chắn sẽ không coi thường chân vũ trụ, hắn cũng không có tư cách coi thường chân vũ trụ. Diệp Quân hỏi, chúng ta đi đâu? An Nam Tịnh đáp, núi Táng Thần. Diệp Quân hơi tò mò, núi Táng Thần. An Nam Tịnh gật đầu. Diệp Quân hỏi, đó là nơi nào? An Nam Tịnh bình tĩnh nói, trong chư thiên vạn giới và bốn đại vũ trụ từng xuất hiện vô số cường giả tuyệt thế, sau khi đạt đến đỉnh cao thế giới của chính mình, bọn họ đều sẽ làm một việc. Đó là khiêu chiến với chân thần của chân vũ trụ. Nếu thất bại, xác sẽ bị đóng đinh vào núi Táng Thần, vì vậy nơi đó còn được gọi là nơi chôn cất thần. Mà lần này,
ở đó có một vị kiếm tu tuyệt thế muốn khiêu chiến chân thần, cậu có thể đến xem. Nơi chôn cất thần, kiếm tu tuyệt thế. Diệp Quân im lặng. An Nam Tịnh nói, lần này đi là có nhiệm vụ. Diệp Quân tò mò, nhiệm vụ gì? An Nam Tịnh đáp, nhập phàm. Diệp Quân nhìn An Nam Tịnh, phàm kiếm ư. An Nam Tịnh gật đầu. Diệp Quân nói, được. An Nam Tịnh bình tĩnh nói, cậu bị âm thần truy nã, cho nên để tránh phiền phức, từ nay gọi cậu là Dương Quân. Tiểu Tháp. Dương Quân. Diệp Quân chớp mắt không nói gì. An Nam Tịnh nói, có vấn đề gì sao? Diệp Quân cười nói, có thể có vấn đề gì được chứ? Ta vốn dĩ họ Dương, tên là Dương Quân, hợp tình hợp lý. Nghe thế, An Nam Tịnh nhếch môi cười. Diệp Quân cũng mỉm cười. Tất nhiên hắn có thiện cảm với Dương tộc. Mình gặp khó khăn, toàn bộ Dương tộc đều ra tay cứu giúp, người ta đối xử với mình như vậy thì còn nói gì được nữa. Mình là phận con cháu vẫn không nên nhúng tay vào ân oán giữa cha và ông nội thì hơn. An Nam Tịnh bỗng vung tay lên. Cách đó không xa, thời không bỗng nứt ra, một khe hở thời không xuất hiện. An Nam Tịnh nói, đi thôi. Nói rồi bà ấy dẫn Diệp Quân đi vào trong con đường thời không đó, ngay sau đó con đường thời không bỗng biến mất. Thần điện hư chân. Trong điện, Nạp Lan Ca đang đi theo mấy người Lý Bán Chi học cách xử lý công việc. Lúc này áp lực của cô cũng rất lớn, không chỉ giúp đỡ quản lý thư viện Quan Huyên mà còn quản lý cả Tiên Bảo Các. Cũng may dù là Tiên Bảo Các hay thư viện Quan Huyên thì các thành viên cốt cán vẫn còn ở lại, nếu không chắc chắn cô sẽ không làm nổi. Trong đại điện, ngoài các thành viên nội bộ trước đó như mấy người Lý Bán Chi ra thì còn có một người mới. Diệp Quan Chỉ. Bây giờ Diệp Quan Chỉ cũng đã được đặc cách đề bạt lên làm trưởng lão nội các, có thể nói cô ấy là trưởng lão nội các trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Thư viện Quan Huyên. Mọi người ở trong điện đều vô cùng bận rộn. Lúc này Lý Bán Chỉ bỗng nhìn Nạp Lan Ca, mọi người trong thần tộc Thái Sơ đều đã bị tiêu diệt, xử lý thế nào đây? Nạp Lan Ca suy nghĩ một chốc rồi nói, họ là cả tộc làm phản hay như thế nào? Lý Bán Chi nói, có vài người không tham gia vào trong đó. Nạp Lan Ca im lặng không nói. Lý Bán Chi khẽ nói, năm đó thần tộc Thái Sơ cũng từng bán mạng cho vũ trụ Quan Huyên, tiên tổ của họ đã chết trận trong chiến trường hư chân. Nạp Lan Ca khẽ gật đầu, giết sạch hết những người tham gia vào cuộc làm phản, những người không tham dự vào thì có thể sống. Lý Bán Chi cười nói, ừ. Bà ấy lập tức viết một hàng chữ lên tấu chương trước mặt, sau đó đưa cho trương lão bên cạnh nhưng bà ấy bỗng sửng sốt. Vì lúc này trương lão cũng là trưởng lão nội các. Lăn lộn mấy ngàn vạn năm, hiện giờ ông ta cũng được xem như có chút thành tựu. Lý Bán Chi lắc đầu cười nói, hiện giờ không thể để ông làm việc này nữa rồi. Trương lão lại nhận lấy tấu chương, cười nói gì thế, để ta. Dứt lời. Ông ta nhận lấy tấu chương, sau đó đi ra ngoài điện. Lý Bán Chi khẽ cười, sau đó nhìn Nạp Lan Ca có mệt không? Nạp Lan Ca lặng thinh một lúc rồi nói, chúng ta mệt là vì vũ trụ Quan Huyên, còn Diệp Quân thì lại phải đối mặt với cả chân vũ trụ. Lý Bán Chi không nói gì. Đúng là như thế. Áp lực của Diệp Quân lớn hơn tất cả mọi người nhiều. Lúc này Diệp Quan Chỉ đứng ở một bên bỗng nói. Hiện giờ tổng thể thực lực của chúng ta yếu hơn chân vũ trụ, phải nhanh chóng tranh thủ thời gian bồi dưỡng ra nhiều cường giả hơn. Lý Bán Chi khẽ nói, trước giờ vẫn luôn đào tạo đấy thôi nhưng ngay cả khi được Tiên Bảo Các ra sức hỗ trợ, chúng ta cũng không thể so được với chân vũ trụ. Chế độ của họ tiên tiến hơn vũ trụ Quan Huyên của chúng ta, nhất là tu luyện miễn phí cho toàn dân, cứ mỗi một hạng mục thì mỗi năm họ sẽ đào tạo ra rất nhiều thiên tài và yêu nghiệt. Ngoài ra, việc tu luyện miễn phí cho toàn dân có thể nhanh chóng cải thiện sức mạnh tổng thể ở vũ trụ họ. Tu luyện miễn phí cho toàn dân. Diệp Quan Chỉ không nói gì. Dù vũ trụ Quan Huyên có Tiên Bảo Các hỗ trợ cũng không làm được thế. Tiêu tốn quá nhiều. Hơn nữa rất dễ xảy ra vấn đề. Có thể khi bên trên đưa chính sách xuống đến cấp dưới đã có sự thay đổi. Chỗ này ăn bớt một ít, chỗ kia ăn xén một chút. Xuống đến bên dưới thì người thật sự cần cũng chẳng còn gì để nhận. Lý Bán Chi lại nói, ta đã từng nghiên cứu, sở dĩ chúng có thể làm được như vậy là vì chúng không ngừng bành trướng, chinh phục các vũ trụ khác nên không có mâu thuẫn nội bộ,
vì bành trướng mang đến rất nhiều lợi ích. Hơn nữa thực lực vô địch của chân thần đủ sức uy hiếp nên so ra thì nội bộ của chúng đoàn kết hơn bất kỳ thế lực vũ trụ nào. Mặc dù chân vũ trụ là kẻ địch nhưng mấy người Lý Bán Chi chưa bao giờ xem thường chân vũ trụ. Nhìn thẳng vào kẻ thù của mình cũng chính là đang nhìn thẳng vào bản thân. Nạp Lan Ca và Diệp Quan Chỉ không nói gì, vẻ mặt hơi phức tạp. Lý Bán Chi nhìn hai cô gái rồi nói, có vài chuyện cũng nên cho các cô biết. Bọn ta từng điều tra và phát hiện chân thần đã tạo ra ba đội quân bất khả chiến bại, một là quân cận vệ, đội quân này là quân cận vệ gần bên được chân thần sáng lập ra vào rất nhiều năm về trước, do kiếm tu mạnh nhất của chân vũ trụ nắm quyền, sau đó chân thần đột nhiên biến mất, đội quân cận vệ này vẫn luôn canh giữ ở điện chân thần. Nói đến đây, bà ấy ngừng một chốc rồi nói, năm đó Niệm Niệm cô nương và Diệp Huyên từng đến điện chân thần và giao đấu với đội quân này. Diệp Quan Chỉ vội nhìn Lý Bán Chi hỏi, kết quả thế nào? Lý Bán Chi khẽ nói, họ dừng bước trước điện chân thần. Hai cô gái sửng sốt. Lý Bán Chi nói, trong trận chiến với đội quân này, huyết mạch phong ma mà Diệp Huyên giết biến chất, tiểu tháp bị thương nặng, kiếm thanh huyên ngủ thiếp đi, vỏ não của vô biên chủ bị đánh bay. Nhưng dù là thế thì vẫn không tấn công vào điện chân thần được. Dừng bước ở điện chân thần. Trong điện, Nạp Lan Ca và Diệp Quan Chỉ nhìn nhau, trong mắt hai cô gái hiện lên vẻ chấn động. Ngay cả kiếm chủ nhân gian và mộ thiên đạo cũng chưa thể tấn công vào điện chân thần, có thể tưởng tượng được đội quân cận vệ chân thần này đáng sợ đến mức nào. Lý Bán Chi lại nói, ngoài quân cận vệ chân thần, còn có hai đội quân khác, một đội quân trong đó có là Hoàng Hôn Vệ, đội quân này chịu trách nhiệm trấn áp dẹp loạn, theo ta được biết, bây giờ họ vẫn đang trấn áp ba vũ trụ siêu cấp. Một là vũ trụ bản võ, một là vũ trụ vô gian, còn một vũ trụ nữa là vũ trụ bác thiên. Bà ấy ngừng một chốc rồi nói tiếp, bọn ta không biết thực lực cụ thể của đội quân này vì chưa từng đánh nhau với chúng. Diệp Quan Chỉ bỗng hỏi, còn một đội quân nữa thì sao? Sắc mặt Lý Bán Chi trở nên nghiêm trọng, quân Viễn Trinh. Diệp Quan Chỉ nhíu mày, quân Viễn Trinh. Lý Bán Chi gật đầu. Trầm giọng nói, đây là đội quân phụ trách chinh phục toàn bộ vũ trụ, hơn nửa bản đồ của chân vũ trụ là do họ chiếm lấy. Năm đó ngoài biên giới vũ trụ của chân vũ trụ, tức là vũ trụ vô gian cũng do đội quân này đánh hạ, mà những gì chúng phải đối mặt vào thời điểm đó là hàng trăm triệu tộc trong vũ trụ vô gian. Theo ghi chép của chân vũ trụ, đội quân này đã một mình chiến đấu chống lại hàng trăm triệu tộc trong trận chiến đó, cuối cùng đã giết sạch hàng trăm triệu sinh linh trong vũ trụ vô gian. Sau trận chiến đó, nguyên khí của vũ trụ vô gian bị tổn thương nghiêm trọng, không thể nào cạnh tranh được với chân vũ trụ, chỉ đành đầu hàng phục tùng, kéo dài hơi tàn. Lý Bán Chi nhìn Nạp Lan Ca và Diệp Quan Chỉ rồi nói, lúc đó vũ trụ vô gian có một cường giả siêu cấp tên là Thanh Đế, tuổi còn trẻ đã thành danh nổi tiếng, 30 tuổi đã vô địch thiên hạ, cuối cùng không đến 3 năm đã giết được linh hồn của vũ trụ vô gian, thống nhất hàng trăm vạn tộc trong vũ trụ vô gian, lập ra đạo thống Thanh Đế. Sau đó được hàng trăm vạn tộc tôn lên làm Thanh Đế. Nói đến đây, bà ấy khẽ lắc đầu, thế nhưng dù là nhân vật tuyệt thế đáng sợ như vậy, lúc đối mặt chân thần của chân vũ trụ vẫn bị trấn áp đến chết, trong trận chiến đó không chỉ có Thanh Đế bị trấn áp đến chết, mà còn có hàng trăm vạn tộc do Thanh Đế lãnh đạo cũng gần như bị quân Viễn Trinh quét sạch, cho đến tận bây giờ vùng đất của vũ trụ vô gian đều nhuộm một màu đỏ. Diệp Quan Chỉ và Nạp Lan Ca lặng thinh không nói gì. Mặt hiện lên vẻ sầu buồn. Lý Bán Chi nhìn hai cô gái, nói với các cô những chuyện này là mong các cô có thể nhìn nhận đúng về chân vũ trụ. Nói rồi bà ấy quay sang nhìn ra phía ngoài điện, khẽ nói, giữa vũ trụ quan huyên của chúng ta và chân vũ trụ, chắc chắn còn rất nhiều trận chiến gian nan. Diệp Huyên từng nói, trận chiến này vũ trụ quan huyên sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu, một thế hệ đánh không nổi thì thế hệ tiếp theo sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi nhà họ Dương không còn người nữa. Diệp Quan Chỉ và Nạp Lan Ca không nói gì. Lúc này bầu không khí trong điện bỗng trở nên trầm lắng. Chiến trường hư chân. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng tĩnh lặng trong hư không. Người này chính là Diệp Khải. Giữa trán Diệp Khải lóe lên tia lôi quang. Lúc này khóe miệng y xuất hiện vệt máu, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Ứng chiến chân vũ trụ. Có một thanh niên mặc đồ trắng đứng cách chỗ Diệp Khải không xa. Thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Khải, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Diệp Khải bỗng nhếch môi, lại nào.
Vừa dứt lời, y bỗng biến thành lôi quang lao đến. Vèo! Lôi quang mạnh mẽ cuồn cuộn lao đến, thời không hoàn toàn không chịu đựng nổi sức mạnh lập tức vỡ tan. Thanh niên đồ trắng híp mắt lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Thanh niên đồ trắng bỗng biến thành tia sáng màu trắng rồi biến mất. Ầm! Lôi quang và tia sáng màu trắng bỗng chốc bùng lên như sóng biển, sức mạnh cường đại khiến hai người liên tục lùi về sau. Trong lúc đó vô số lôi quang bắn ra từ quanh người Diệp Khải, thời không xung quanh bị vỡ nát từng chút. Nhưng đúng lúc này, thanh niên đồ trắng bỗng nhiên dừng lại, tay phải đột nhiên xòe ra, một lá cờ bay ra từ trong lòng bàn tay gã, lá cờ ngược gió bay vút, thoáng chốc biến thành lá cờ cả vạn trượng, lá cờ có màu đen sẫm, vô số phù văn bí ẩn được vẽ ở trên đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai tay thanh niên đồ trắng bỗng kết ấn, thầm niệm chú, lá cờ cả vạn trượng đó bỗng toát ra từng khí tức tà ác đáng sợ. Lúc này thời không trong phạm vi hàng vạn trượng lập tức bị khuấy động, cực kỳ hãi hùng. Nhìn thấy thế, sắc mặt mấy người Đào Bạch đứng sau lưng Diệp Khải đều trở nên nghiêm trọng. Diệp Khải nhìn lá cờ cả vạn trượng, y bỗng xòe tay ra. Chỉ trong tích tắc trời đất bỗng xuất hiện vô số sấm sét này tụ lại về phía y, cùng lúc đó một cột sáng màu vàng phóng lên trời từ trong nền đất bên dưới tiến thẳng vào trong cơ thể Diệp Khải. Sức mạnh mặt đất. Cùng lúc đó sức mạnh ngũ hành giữa trời đất xung quanh liên tục tụ lại chỗ Diệp Khải. Lúc này khí tức của Diệp Khải tăng lên rất nhiều. Ngay lúc này thanh niên đồ trắng bỗng trợn mắt, đôi mắt của gã hiện lên một màu đỏ như máu, gã bỗng tức giận chỉ vào Diệp Khải, giết. Gã vừa dứt lời, lá cờ đó rung chuyển dữ dội, rất nhiều tà ma ác quỷ lao ra từ trong lá cờ, thoáng chốc đã khiến trời đất tối sầm lại hệt như địa ngục tà ma ác quỷ tung hoành khắp nơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt mấy người Tào Bạch trở nên nghiêm trọng. Lúc này Diệp Khải bỗng dậm mạnh chân phải xuống. Vèo! Thời không dưới chân lập tức tan nát. Bản thân Diệp Khải biến thành một tia lôi quang bắn ra xung quanh. Vèo! Dầm! Thoáng chốc Diệp Khải mang theo vô số pháp tắc mạnh mẽ quét qua rồi đâm vào linh hồn tà ma ác quỷ đó. Tinh hà chấn động. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên giữa đất trời. Lúc này thanh niên đồ trắng bỗng tức giận hét, giết. Từng tia sáng màu đỏ như máu bỗng lao ra từ trong lá cờ dài cả vạn trượng đó, trong những tia sáng đó có vô số huyết hồn. Lúc này Diệp Khải nổi giận gào lên, tung ra một cú đấm khá mạnh, một tia lôi quang lao ra từ trong nắm đấm đó. Dầm! Vô số huyết hồn bị lôi quang đánh tan nát. Cùng lúc đó lá cờ cả vạn trượng bỗng nứt toác. Thấy thế ánh mắt thanh niên đồ trắng lóe lên vẻ hung tàn, gã bỗng biến thành luồng sáng màu trắng rồi lao ra. Tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng khắp trời đất, sau đó từng lôi quang và sức mạnh mặt đất làm chấn động bốn phía. Diệp Khải và thanh niên đồ trắng đó cùng lùi về sau. Lần này hai người cùng lùi về sau cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Khải xòe lòng bàn tay ra, một tia sấm sét bỗng từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trong lòng bàn tay y, sức mạnh mặt đất dưới chân y liên tục tụ lại về chỗ y. Ở đằng xa, thanh niên đồ trắng đó nhìn chằm chằm Diệp Khải, lúc này dòng máu chảy ra từ khóe miệng gã. Thanh niên đồ trắng im lặng một hồi rồi xoay người đi. Không đánh nữa. Vì nếu cứ đánh nữa thì không có khả năng thắng. Gã đến đây để giết Diệp Quân, mà theo gã biết thì thực lực của Diệp Quân còn mạnh hơn cả thanh niên trước mặt này. Nếu đã không có khả năng thắng thì không đánh nữa. Thanh niên đồ trắng nhanh chóng biến mất ở nơi chân trời. Khóe miệng Diệp Khải bỗng xuất hiện dòng máu, hơn nữa ngày càng nhiều. Hôm nay y đã đánh 10 trận rồi. Lúc này giọng nói già nua vang lên trong đầu y, còn chịu nổi không? Diệp Khải hít sâu một hơi, vẫn ổn. Giọng nói đó trầm giọng nói, có đáng không? Diệp Khải sửng sốt, sư phụ nói thế là có ý gì? Giọng nói đó, người đến từ chân vũ trụ ngày càng mạnh, cứ tiếp tục đánh như thế thì con sẽ chết. Diệp Khải mỉm cười không nói gì. Giọng nói đó, đây không phải là những người mà con nên đối đầu. Diệp Khải cong môi, sư phụ, con và Diệp Quân là huynh đệ, lúc này huynh ấy cần thời gian, người làm huynh đệ con không đứng ra giúp thì còn ai nữa. Giọng nói đó thở dài, con sẽ chết đấy. Thiên tài yêu nghiệt thật sự của chân vũ trụ vẫn chưa đến đâu, con.
Diệp Khải bỗng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, thời không ở đó nứt ra, lại có thiên tài yêu nghiệt của chân vũ trụ đến. Diệp Khải siết chặt nắm đấm nói, trong lòng con, huynh ấy không phải là thiếu chủ của vũ trụ quan huyên mà là thế tử của nhà họ Diệp, là huynh đệ của Diệp Khải con, nếu con chết ở đây thật, con cũng không hối hận. Đúng lúc này một chàng trai thần linh bỗng xuất hiện cách Diệp Khải cả trăm trượng, gã nhìn Diệp Khải, Diệp Quân đang ở đâu? Diệp Khải bật cười, muốn khiêu chiến với Diệp Quân thì giết ta trước mới được. Đến đây nào! Vừa dứt lời, y lau vết máu trên khóe miệng, sau đó lao đến. Chẳng phải chỉ là chết thôi sao? Diệp Khải ta sợ gì chứ? Trong chiến trường hư chân, liên tục có các thiên tài yêu nghiệt ở chân vũ trụ đến. 100 triệu linh nguyên dĩ nhiên có sức hút vô cùng lớn. Nếu có được 100 triệu linh nguyên, vạn năm sau cũng không cần phải đau đầu về việc tu luyện. Thế nên vài thiên tài và yêu nghiệt có danh tiếng trong chân vũ trụ rất phấn khích, không chỉ họ dao động mà một số lão quái vật cũng rất hào hứng, nhưng biết thế nào được khi vũ trụ quan huyên cũng rất mạnh, những người lớn tuổi đều không dám can thiệp. Dù có dám nhúng tay vào, cũng không dám đến thẳng vũ trụ quan huyên. Bên vũ trụ quan huyên, mấy thiên tài như Tào Bạch ở Kiếm Tông cũng đã lần lượt đứng ra. Dĩ nhiên họ sẽ không để một mình Diệp Khải gánh vác mọi thứ. Thế hệ trẻ của vũ trụ quan huyên vẫn chưa chết đâu. Ở một nơi nào đó có hai người đang chăm chú nhìn mọi thứ trước mắt. Chính là Nguyệt Hoàng và Tín Công Chúa. Các thiên tài trong hai gia tộc này cũng đang ở trong trận chiến. Nguyệt Hoàng nhìn các thiên tài chiến đấu ở đằng xa, khẽ nói, tổng thể thực lực của thế hệ trẻ của chúng ta vẫn không bằng chân vũ trụ. Bà ấy ngừng một chốc rồi lại nói, thực lực của những người lớn tuổi cũng không bằng đâu. Tín Công Chúa bình tĩnh nói, thế hệ trẻ tạm thời không biết nhưng với các trưởng lão thì vũ trụ quan huyên chúng ta không thua kém chân vũ trụ của họ. Nguyệt Hoàng nhìn Tín Công Chúa mỉm cười, bà ấy ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nói, bây giờ toàn bộ nhà họ Dương xuất thế, bảo vệ bầu trời, còn các cô của thiếu chủ cũng đã đang trên đường đến. Tín Công Chúa có còn nhớ chuyện trước đó đội quân bí ẩn do An Vương gọi đến đã bị một kiếm tu tuyệt thế ngăn lại không? Nguyệt Hoàng nhíu mày, là ai thế? Tín Công Chúa cười nói, ta nghe ngóng được là một trong các cô của thiếu chủ, đối phương không xuất hiện, chỉ bảo vệ trong âm thầm. Nguyệt Hoàng khó hiểu, tại sao không xuất hiện? Tín Công Chúa mỉm cười nói, những người này chỉ đánh nhau với cường giả tuyệt thế, bọn họ hoàn toàn không có hứng thú với thần linh. Sở dĩ lần này nhà họ Dương vội vàng xuất hiện là vì vấn đề trong nội bộ Dương tộc, bọn họ muốn khiến thiếu chủ nhận tổ quy tông, người nhà họ Dương nhưng lại mang họ Diệp, chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Nguyệt Hoàng im lặng không nói. Bà ấy cũng từng nghe nói đến chuyện nội bộ của Dương tộc. Tín Công Chúa lại nói, hơn nữa chúng ta vẫn còn một con bài lớn nhất. Nguyệt Hoàng lại nhìn Tín Công Chúa khẽ nói, tam kiếm. Nguyệt Hoàng híp mắt, họ đều không ra tay trong trận chiến năm đó, lần này họ sẽ đánh chứ. Tín Công Chúa ngẩng đầu nhìn về phía tinh không sâu thẳm, khẽ nói, năm đó không ra tay trong trận chiến đó là để khiến viện trưởng phá thần. Mặc dù vậy, khi viện trưởng bị thương nặng, thiên mệnh cô nương suýt nữa không kiềm được chôn vùi mọi thứ, vì năm đó viện trưởng ngăn cản nên mới nhịn nhục, đè nén sát khí không ra tay, nhưng sát khí quá nặng, lại không thể đánh nên chiếc váy trắng biến thành màu đỏ. Nói rồi ánh mắt bà ấy hiện lên vẻ sợ hãi. Đã 3000 vạn năm rồi nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Lần đó, thiên mệnh cô nương không chỉ muốn hủy diệt chân vũ trụ mà còn suýt nữa hủy diệt luôn cả vũ trụ quan huyên. Nguyệt Hoàng lặng thinh. Lần đó quả thật suýt nữa mọi người đều đã xong đời. Tín Công Chúa lại nói, lần này, ta không dám nói vị tiêu giao kiếm tu kia, nhưng kiếm chủ Thanh Sam và người phụ nữ váy trắng. Một người là ông nội ruột của thiếu chủ, một người là cô ruột của thiếu chủ, nếu thiếu chủ này bị đánh đến mức cùng đường thật, người nghĩ họ sẽ không ra tay thật sao? Người ta chỉ đang nuôi dưỡng ở bên ngoài thôi chứ không phải thả lợn thả bò, đến thời khắc quan trọng thật, nếu ai làm gì quá đáng thì thử xem họ có đánh không? Nguyệt Hoàng im lặng không đáp. Tín Công Chúa cười nói, ta nghĩ cho dù là viện trưởng hay thiếu chủ, cả đời này của họ chắc chắn sẽ có rất nhiều gian nan. Nhưng chắc chắn sẽ có kết cục tốt đẹp. Về phần những nhân vật nhỏ bé như chúng ta thì chỉ có thể ủng hộ họ mà thôi. Nguyệt Hoàng nhìn Tín Công Chúa, có phải Tín Công Chúa cũng từng muốn đầu hàng rồi không?
Tín công chúa nói, bà đừng nói bậy, chỉ cần có tam kiếm, ta sẽ luôn trung thành với nhà họ Dương. Nguyệt Hoàng hỏi, nếu tam kiếm không có ở đây thì sao? Tín công chúa cười nói, ta có thể phát huy tham vọng của mình đều là nhờ vào sự tin tưởng của kiếm chủ, nếu tam kiếm không ở đây, ta cũng chỉ có thể chết để báo đáp ân tình thôi. Đầu hàng ư, thật sự muốn ta đi quỳ xuống cầu xin được sống với chân vũ trụ thì... Bà ấy nhìn vào nơi sâu thẳm trong tinh không khẽ nói, vậy ta làm thế nào để xứng với những người đã chết trận chiến cổ tộc trong 3.000 vạn năm qua? Cho đến nay vẫn còn rất nhiều thi thể của họ đang bị treo ở trấn Thiên Môn. Nguyệt Hoàng không nói gì. Tín công chúa lại nói, mong rằng một ngày nào đó thiếu chủ có thể đưa họ về. Nơi thần táng. Diệp Quân đi theo An Nam Tịnh đến nơi thần táng, cuối tầm nhìn, Diệp Quân nhìn thấy một dãy núi cao đến cả ngàn trượng, kéo dài cả vạn dặm, không nhìn thấy điểm cuối. Ở thế giới này, bầu trời chỉ có một màu xám xịt, vô cùng u ám. Lúc này ở sâu trong núi táng thần, một con chim đại bàng lớn bay đến, hai cánh dang rộng đến vạn trượng, che khuất cả mặt trời, toàn bộ núi táng thần như nhỏ bé trước mặt nó. Thấy thế, sắc mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng. Đây là yêu thú cấp bậc gì thế? Con chim đại bàng bay vút qua núi táng thần, uy lực yêu thú cực mạnh cuồn cuộn lao xuống từ trên trời, thoáng chốc thời không giữa trời đất đều rung chuyển dữ dội, sau đó dần vặn vẹo biến dạng. Diệp Quân cảm nhận được như có cả hàng vạn ngọn núi đè lên, nghẹn trong lòng, không thể thở, càng không thể động đậy. Diệp Quân hoảng sợ. Lúc này con chim đại bàng đó đã biến mất nơi chân trời. Lúc này uy lực đáng sợ đó mới dần biến mất. Diệp Quân siết chặt hai tay lại, nhìn con chim đại bàng bay vút lên trời, cảm thấy vô cùng hãi hùng. Uy lực vừa rồi không phải là do đối phương cố ý, chỉ là vô thức toát ra khí thế như vậy nhưng dù như thế cũng đã khủng khiếp vậy rồi. Nếu đối phương cố ý thì chỉ cần một luồng khí tức thôi cũng có thể nghiền nát cả trời đất này. Diệp Quân nhìn về phía chân trời, khẽ nói, tiền bối, đây là... An Nam Tịnh bình tĩnh nói, yêu thú đại bàng của thiên yêu giới, có trách nhiệm canh giữ giới này để phòng có người đến cứu thi thể của mấy cường giả đó ra khỏi đây. Nói rồi bà ấy nhìn về phía dãy núi ở đằng xa, nơi này bị thi thể của rất nhiều cường giả áp chế, mà con cháu của họ đều muốn đến đem thi thể của tiên tổ về. Tất nhiên chân vũ trụ không cho phép việc đó xảy ra nên đã phái con chim đại bàng kia đến canh giữ nơi này. Diệp Quân khẽ nói, thì ra là thế. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, đến dãy núi thôi. Diệp Quân hỏi, đi làm gì? An Nam Tịnh nói, đi tìm thứ có ích, tự cậu tìm. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, có vấn đề gì sao? Diệp Quân do dự một chốc rồi nói, có thể cho ta một chút gợi ý không? An Nam Tịnh bình tĩnh nói, đi gạt truyền thừa của chúng. Vẻ mặt Diệp Quân lại cứng đờ. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, đi nhanh đi, nếu không ta đánh cậu đấy. Diệp Quân sa sầm mặt mày, không nói gì, hắn xoay người đi đến dãy núi táng thần. Trên đường đi, Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, làm sao để gạt được truyền thừa này? Im lặng trong chốc lát, tiểu tháp mới nói, gặp phải cường giả thì cứ thể hiện hết tài năng của ngươi, sau đó yêu cầu lấy truyền thừa của họ, bình thường thì họ sẽ truyền cho ngươi, sau đó nhờ ngươi giúp chút việc, ngươi có thể làm hoặc không làm việc này cũng được, dù sao cha của ngươi cũng là... Nói đến đây, nó không nói gì nữa. Diệp Quân nhíu mày, cha ta lừa gạt truyền thừa của người ta à? Tiểu tháp không nói nữa. Tiểu chủ hiện nay đã không giống trước nữa, nói xấu hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được. Diệp Quân cạn lời. Tháp gia ngày càng thận trọng hơn rồi. Đúng lúc này An Nam Tịnh bỗng nói, khoan đã. Diệp Quân xoay người lại nhìn An Nam Tịnh, bà ấy nói, ở nơi sâu nhất của dãy núi đó có một vị kiếm tu. Đi tìm ông ta đi. Kiếm tu. Diệp Quân gật đầu, vâng. Nói rồi hắn xoay người đi về phía dãy núi. An Nam Tịnh ở phía sau nhìn theo Diệp Quân ở đằng xa, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Trên đường đi, Diệp Quân nói, tháp gia, giấu khí tức đi giúp ta. Tiểu tháp nói, không thể. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Tiểu tháp nghiêm túc nói, người phải học cách tự lập. Diệp Quân sầm mặt. Hắn nghi ngờ tháp gia này đang trả thù hắn. Thay đổi số mệnh. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã đi vào dãy núi táng thần, vừa đi qua một khu rừng rậm rạp,
hắn nhìn thấy một xác chết trên một hồ nước, thi thể đó bị đóng vào một cây đại thụ cao cả trăm trượng, bị đâm xuyên qua ngực, bên dưới xác chết có một đoạn cây bị nhuộm màu đỏ, rõ là bị đóng lên cây lúc chưa chết hẳn. Có một thanh niên đang quỳ bên dưới trước mặt người đàn ông trung niên không xa, thanh niên dập đầu nói, tiên tổ, cháu dập đầu với người, nếu người linh thiên thì hiển linh được không? Diệp Quân nhìn thanh niên đó, sau đó đi sang một bên. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên trên cây bỗng mở mắt ra, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Quân ở một bên. Diệp Quân sửng sốt, thanh niên đó cũng sững sờ. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, mỉm cười, cậu bạn, nói chuyện chút nhé. Diệp Quân do dự một chốc rồi nói chuyện gì? Lúc này hắn đã nâng cao cảnh giác. Hắn biết rõ cường giả vẫn chưa chết hẳn như vậy cực kỳ thích làm mấy chuyện tranh giành. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, một lúc sau ánh mắt ông ta lóe lên vẻ nghiêm trọng, tài năng của cậu bạn cũng đáng sợ đấy. Không có tiểu tháp giấu khí tức giúp nên người đàn ông trung niên vừa nhìn đã biết được căn nguyên của Diệp Quân. Diệp Quân bình tĩnh nói, tiền bối, ông muốn nói chuyện gì? Người đàn ông trung niên ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, người đi đi. Diệp Quân sửng sốt. Người đàn ông trung niên cười nói, vốn dĩ còn muốn để ngươi thừa kế truyền thừa của ta nhưng sau khi nhìn thấy thiên phú của ngươi, ta biết e là ngươi không thích truyền thừa của ta, làm phiền rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, chào tiền bối. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Lúc này thanh niên đó bỗng tức giận nói, tiên tổ, tại sao người lại không truyền thừa cho ta? Người đàn ông trung niên nhìn thanh niên trước mặt, vẻ mặt phức tạp, không nói gì. Thanh niên bỗng tức giận chỉ vào Diệp Quân, lẽ nào ta thua kém hắn sao? Hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới thiên pháp, ta không phục. Không phục. Diệp Quân quay đầu lại nhìn thanh niên, sau đó nhanh chân bước đi. Ngay lúc này, thanh niên bỗng nổi giận nhìn Diệp Quân, đứng lại. Diệp Quân không dừng bước, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Thấy Diệp Quân lờ mình đi, cơn giận của thanh niên bỗng chốc dâng lên, cả người y run rẩy rồi xuất hiện trước mặt Diệp Quân, tức giận chỉ vào Diệp Quân, ta bảo ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy. Diệp Quân bỗng bước lên trước đánh vào mặt y. Bốp! Thanh niên vẫn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị cú đánh của Diệp Quân làm cho văng ra xa, cuối cùng đập mạnh cả người xuống đất. Thanh niên nằm dưới đất kêu thảm thiết, mặt bên phải sưng tấy lên. Diệp Quân nhìn thanh niên, nhíu mày, tà khí của người trẻ bây giờ quá nặng, một người thuận theo đều là người chưa từng bị giang hồ đánh cho tả tơi sao. Sau khi bò dậy, thanh niên đó tức giận nhìn Diệp Quân, người dám đánh ta, người có biết ta là ai không? Cha ta là... Diệp Quân bỗng biến mất khỏi đó. Bốp! Thanh niên lại văng ra xa lần nữa. Lần này y bay ra xa đến mấy mươi trượng, cuối cùng đập mạnh xuống đất. Bùm! Mặt đất nổ tung khiến nó nứt ra. Lần này thanh niên ngớ cả người. Diệp Quân bước đến trước mặt thanh niên, người đàn ông trung niên đó nhìn Diệp Quân, cũng không có ý định ngăn lại. Diệp Quân nhìn thanh niên trước mặt, lúc này gương mặt thanh niên hiện lên vẻ dè dặt. Diệp Quân nhìn thanh niên, đang định ra tay đánh thì thanh niên vội nói, đại ca, ta sai rồi. Thấy thế ánh mắt người đàn ông trung niên ở một bên hiện lên vẻ ngạc nhiên. Diệp Quân nhìn thanh niên, sai ở đâu? Thanh niên run giọng nói, ta nói sai ở đâu thì sai ở chỗ đó. Ngươi nói là được. Nghe thanh niên nói thế, người đàn ông trung niên lắc đầu khẽ cười. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói, chàng trai trẻ, đừng chất chứa quá nhiều tà khí và lửa giận như vậy, vốn dĩ là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Lại không có sự ràng buộc về luật pháp và đạo đức, nếu cứ nóng nảy như thế, người sẽ dễ bị người khác trừng phạt, có biết không? Những lời này là hắn nói cho thanh niên nghe, cũng là nói với bản thân mình. Thanh niên vội gật đầu, ta biết rồi. Diệp Quân gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Thấy Diệp Quân đi rồi, thanh niên mới thở phào. Người đàn ông này đáng sợ quá. Lúc nãy hắn còn chẳng có cơ hội đánh trả. Lúc này người đàn ông trung niên bỗng nói, có muốn trả thù hắn không? Nghe thế, thanh niên sửng sốt, y do dự một chốc rồi lắc đầu, thôi vậy. Người đàn ông trung niên nhìn thanh niên, tại sao? Thanh niên cười khổ nói, thực lực của vị đại ca này quá mạnh, tuổi còn trẻ mà giỏi vậy thì lai lịch chắc chắn không tầm thường, gia tộc chúng ta chưa chắc có thể đánh lại người ta, vẫn nên thôi vậy. Nói rồi y đứng lên,
sau đó cung kính chào người đàn ông trung niên, tiên tổ, ta đi đây. Người đàn ông trung niên bỗng nói, khoan đã. Thanh niên xoay người nhìn người đàn ông trung niên, ông ta bình tĩnh nói, đi theo hắn, kết bạn với hắn rồi nhận hắn làm đại ca đi. Thanh niên sửng sốt. Người đàn ông trung niên nhìn thanh niên, đây là lúc thay đổi số mệnh của ngươi. Thanh niên do dự, sau đó nói, tiên tổ, làm vậy không ổn lắm nhỉ. Mặc dù huynh đệ đó lợi hại thật nhưng, ta cứ thế đến kết bạn với hắn. Ta không thể vứt thể diện để xuống nước. Hơn nữa, ta là thiếu gia của nhà họ Tư, nhận hắn làm đại ca như thế, mặt mũi của nhà họ Tư chúng ta. Người đàn ông trung niên nói, thiên phú này của ngươi quá mức tệ hại. Về cơ bản là không thể trở thành gia chủ, còn trên phương diện tu luyện, ngươi hoàn toàn không có tương lai, vậy nên ngươi muốn có được thành tựu thì phải dựa vào sức lực bên ngoài, thanh niên đó là cơ hội của ngươi. Còn về phần thể diện mặt mũi gì đó, ngươi có biết tại sao trên đời này lại có nhiều người bình thường như vậy không? Vì họ không có thực lực, mà lại còn cần thích giữ thể diện đấy. Thanh niên do dự một hồi rồi nói, tiên tổ, thiên phú của ta kém cỏi đến thế thật sao? Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, tổ tông của ngươi đều không xem trọng ngươi, ngươi nghĩ sao? Thanh niên lặng thinh không nói. Mấy lời này cũng khiến người ta đau lòng quá. Thanh niên nhìn Diệp Quân đã đi xa, hít sâu một hơi rồi nói, tiên tổ, ta nghe lời tiên tổ, từ hôm nay trở đi, Tư Thông Thiên ta sẽ vứt hết thể diện mặt mũi. Nói rồi y dập đầu một cái, sau đó đuổi theo Diệp Quân, đại ca, đợi ta một lát. Nhìn thanh niên đuổi theo Diệp Quân, người đàn ông trung niên lặng thinh không nói, không biết đang nghĩ gì. Phía xa, Diệp Quân bước nhanh vào sâu trong dãy núi. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, ta còn tưởng ngươi sẽ giết hắn. Diệp Quân hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, Tháp gia, sao ngươi lại nghĩ vậy? Tiểu Tháp suy nghĩ, sao ta lại nghĩ vậy? Vì cha và ông nội ngươi hay làm vậy? Diệp Quân khẽ nói, thật ra câu nói đó là nói với hắn, cũng là nói với chính ta. Thế giới này vốn đã là mạnh được yếu thua, ra ngoài thì phải khiêm tốn một chút. Giọng nói bí ẩn bỗng lên tiếng, vì sao lại có suy nghĩ này? Diệp Quân đáp, ta thấy bóng dáng của mình trên người chàng trai kia. Giọng nói bí ẩn không hiểu, nhìn thấy bóng dáng của ngươi ư. Diệp Quân gật đầu, kiêu ngạo. Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn trời. Nhẹ giọng nói tiếp, ta tuổi trẻ đã thành danh, cha mẹ là kiếm chủ nhân gian và các chủ của tiên bảo các, nay lại đã đăng vị, trở thành vua của vũ trụ quan huyên. Nói thật, khó tránh khỏi nảy sinh lòng kiêu ngạo, con người một khi kiêu ngạo sẽ dễ rước họa, chàng trai kiêu ngạo kia đã cảnh tỉnh ta. Giọng nói bí ẩn im lặng. Diệp Quân tiếp tục nói, quyền lợi, tiền bạc đều rất dễ khiến con người kiêu ngạo. Bây giờ ta có cả hai thứ đó. Cũng chính vì vậy nên ta càng phải tự ràng buộc bản thân mọi lúc mọi nơi. Giọng nói bí ẩn, nhưng kiếm tu là tu tâm, ngươi tự ràng buộc, cũng là tự trói buộc tâm của mình, như thế không phải là chuyện tốt khi ngươi tu hành kiếm đạo. Diệp Quân cười nói, ta ràng buộc mặt xấu của mình, như tâm tà, tâm kiêu ngạo, sao lại là chuyện xấu được. Hơn nữa, kiếm tu không có nghĩa là làm việc tùy ý, muốn gì làm nấy. Giết người không suy nghĩ đúng là đã tay. Nhưng nếu thực lực của bản thân chưa đủ mạnh đã làm vậy thì kết quả sẽ là rước về hàng loạt rắc rối và kẻ thù. Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp, như vừa nãy, gặp chàng trai kia, ta có thể giết hắn bằng một nhát kiếm, vì hắn không phải là đối thủ của ta mà. Nhưng giết hắn rồi, chắc chắn gia tộc của hắn sẽ tới trả thù, đương nhiên cha ta là kiếm chủ nhân gian, mẹ ta là các chủ tiên bảo các, bọn ta chắc chắn sẽ không sợ họ, xong. Nói đến đây. Hắn khẽ cười rồi mới tiếp tục, cứ tiếp tục như vậy ta sẽ sinh ra tính ỷ lại, làm chuyện gì cũng sẽ cho rằng có cha mẹ chống lưng, mình muốn làm gì cũng được, dù sao cũng có cha mẹ lo rồi. Lâu dần, ta sẽ ngày càng ỷ lại, không nhìn rõ bản thân mình. Dứt lời, kiếm hành đạo trong cơ thể Diệp Quân bỗng rung lên, xung quanh hắn tràn ra một luồng kiếm ý. Tuy chưa đột phá nhưng lúc này, kiếm ý của hắn cũng đang lặng lẽ xảy ra biến hóa. Giọng nói bí ẩn cười nói, ngươi có thể nghĩ được như vậy là một điều rất tốt. Diệp Quân hít sâu vào một hơi, sau đó nói, nếu ta có thực lực như cô váy trắng thì ta cũng có thể làm việc tùy ý, nhưng tiếc là ta không có. Đã không có thì phải khiêm tốn thôi. Trẻ tuổi, không có thực lực thì tính tình không được quá quắc.
không có thực lực mà còn lếu láo thì chỉ là trò cười trong mắt người khác thôi. Giọng nói bí ẩn khẽ nói, những lời ngươi vừa nói là cảm ngộ được sau khi nhìn thấy sự kiêu ngạo của chàng trai kia à? Diệp Quân gật đầu, chắc chắn chàng trai kia có gia thế không đơn giản nên mới kiêu căng như vậy, nhìn đời bằng nửa con mắt. Thật ra, ta cũng vậy, từ sau trận chiến ở chân vũ trụ, bây giờ thậm chí ta còn nghĩ thần đế cũng chỉ đến thế thôi. Sao ta lại kiêu ngạo như vậy? Vì ta có cha mẹ chống lưng. Nếu không có bọn họ, để mình ta chiến đấu với một vị thần đế sẽ ra sao? Chắc chắn ta sẽ bị người ta treo lên mà đánh, không có sức đánh trả nữa cơ. Giọng nói bí ẩn cười nói, tu hành chính là tu tâm, tu thân, diệt tà niệm, giữ gìn ý nguyện ban đầu, điều khó nhất trên con đường tu hành chính là lội ngược dòng nước, như đi trên phiến băng mỏng, bất cần một chút sẽ vạn kiếp không ngóc đầu lên được. Thế nên vào lúc này mà ngươi vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo đúng là một điều cực kỳ hiếm thấy, ngươi phải giữ gìn, sau này lúc tu tâm cảnh thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Quân tò mò, tu tâm cảnh. Giọng nói bí ẩn cười nhẹ, là một loại cảnh giới mà ta tự sáng tạo ra, một thời gian nữa ta sẽ dạy ngươi, ngươi bằng lòng học không? Diệp Quân vội đáp, đương nhiên là bằng lòng. Trong tháp, tiểu tháp nói, ngươi định dạy hắn à? Giọng nói bí ẩn, ngươi có biết bây giờ hắn đang ở tâm cảnh nào không? Tiểu tháp hỏi, tâm cảnh nào? Giọng nói bí ẩn cười đáp, hiện giờ hắn đã bước vào phạm trù tâm cảnh rồi. Vốn ta tưởng phải qua một thời gian nữa hắn mới tới được tầng cấp này, nhưng không ngờ nhanh như vậy mà hắn đã có thể cảm ngộ được, bước vào được tầng cấp tâm cảnh này thật sự là quá yêu nghiệt. Tiểu tháp cười nói, phải xem là ai dạy hắn được như vậy chứ? Giọng nói bí ẩn. Một lúc sau, giọng nói bí ẩn tiếp tục nói, năng lực cảnh tỉnh bản thân mọi lúc mọi nơi của hắn thật sự quá thích hợp để tu tâm đạo của ta. Tiểu tháp do dự rồi nói, nhưng hắn đã tu kiếm đạo, hơn nữa còn tu cả võ đạo. Giọng nói bí ẩn bình tĩnh nói, thêm tâm đạo nữa thì có sao? Tiểu tháp cạn lời. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng dừng bước, hắn quay đầu nhìn, chàng trai kia đã đuổi tới. Diệp Quân nhìn chàng trai kia, ngờ vực hỏi, có chuyện gì à? Chàng trai cười gượng rồi nói, đại ca, tiểu đệ tới xin lỗi huynh. Diệp Quân nhíu mày, xin lỗi. Chàng trai gật đầu, cuống quýt nói, đúng vậy, lúc nãy là tiểu đệ có mắt không tròng, mạo phạm đại ca, mong đại ca bỏ qua. Diệp Quân nhìn chàng trai, sau đó nói, chuyện nhỏ thôi. Nói xong hắn quay người đi về phía xa. Chàng trai chần chừ một lát rồi vội vàng đuổi theo sau. Diệp Quân nhìn chàng trai hỏi, ngươi muốn làm gì? Chàng trai nhếch miệng cười, đại ca, huynh lần đầu tới đây đúng không? Diệp Quân gật đầu, ừ. Chàng trai lập tức nói, đệ rất quen thuộc với nơi này, đệ có thể dẫn đường cho đại ca. Diệp Quân suy nghĩ rồi hỏi, ngươi tên gì? Chàng trai, Tư Thông Thiên, người của tư tộc ở Nguyên Giới. Nguyên Giới? Diệp Quân lắc đầu, chưa từng nghe tới chỗ này. Xem ra rảnh rỗi mình phải tìm hiểu về chư thiên vạn giới cho kỹ rồi. Tư Thông Thiên, đại ca, huynh định đi đâu? Diệp Quân nhìn sâu trong núi Táng Thần, sau đó đáp, vào nơi sâu nhất. Tư Thông Thiên sững sờ, hỏi lại, sâu nhất sao? Diệp Quân gật đầu. Tư Thông Thiên trầm giọng nói, đại ca, có phải huynh tới vì truyền thừa của kiếm chủ Vĩnh Hằng kia không? Diệp Quân ngạc nhiên, kiếm chủ Vĩnh Hằng à? Tư Thông Thiên gật đầu, đúng vậy. Cách đây không lâu, kiếm chủ Vĩnh Hằng kia từng gửi lời muốn tìm một người kế thừa truyền thừa kiếm đạo của ông ấy. Thế nên thời gian gần đây có rất nhiều kiếm tu đến đây, muốn có được truyền thừa của kiếm chủ Vĩnh Hằng. Diệp Quân hỏi, kiếm chủ Vĩnh Hằng là ai? Tư Thông Thiên nhìn Diệp Quân, huynh không biết à? Diệp Quân lắc đầu, ta không biết. Tư Thông Thiên, đứng đầu vạn giới là Vĩnh Hằng giới, kiếm chủ Vĩnh Hằng tới từ Vĩnh Hằng giới. Là kiếm tu yêu nghiệt nhất cũng là kiếm tu mạnh nhất trong lịch sử Vĩnh Hằng giới. Diệp Quân hỏi, chết rồi à? Tư Thông Thiên lắc đầu, không, ông ấy khác với những cường giả khác, ông ấy vẫn chưa chết mà là tự mình chủ động vào nơi này, nhưng đệ cũng không biết lý do vì sao. Diệp Quân khẽ gật đầu, kiếm tu mà An Tiền Bối bảo mình đi tìm chắc là kiếm chủ Vĩnh Hằng này. Tư Thông Thiên lại hỏi, đại ca, huynh định tới tìm kiếm chủ Vĩnh Hằng này à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tư Thông Thiên, đệ dẫn huynh đi. Diệp Quân gật đầu, được.
Trên đường đi, Diệp Quân thầm hỏi, tiền bối, người biết kiếm chủ Vĩnh Hằng này không? Giọng nói bí ẩn, biết. Diệp Quân hỏi, mạnh không ạ? Giọng nói bí ẩn, người cứ chờ rồi sẽ biết thôi, Diệp Quân im lặng. Bây giờ trong lòng hắn cũng ngờ vực lắm. Truyền thừa kiếm tu. Mình cần không? Thật ra là không cần. Vì bây giờ hắn đã có truyền thừa kiếm đạo của cô váy trắng rồi, ngoài ra, trong kiếm tông còn có những kiếm tu tuyệt thế như Mộ Thiên Đạo. Cũng có nghĩa là nếu mình có gì không hiểu về mặt kiếm đạo thì hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi những kiếm tu như Mộ Thiên Đạo. Nhưng An tiền bối vẫn bảo mình tới đây. Chắc chắn là có nguyên do. Hơn nữa, nghe ý của tiền bối bí ẩn, hình như bà ấy cũng biết. Diệp Quân thu hồi mạch suy nghĩ, đi nhanh hơn. Rất nhanh, Diệp Quân và Tư Thông Thiên đã xuyên qua mấy ngọn núi, tới nơi sâu nhất của núi Táng Thần. Băng qua một sơn cốc, Diệp Quân và Tư Thông Thiên tới một bình nguyên, nơi đây có đến hàng vạn người đang tụ tập, cách đám người này nghìn trượng có một cột đá cao trăm trượng. Trên cột đá đó có đóng đinh một người phụ nữ. Người phụ nữ mặc một bộ váy dài đỏ rực, tóc dài xõa sau vai, mắt ngước nhìn trời. Nhìn xuống dưới, cách người phụ nữ đó không xa là một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng. Ông ấy nhắm nghiền hai mắt, hai tay đặt lên đầu gối, bên cạnh ông ấy có cắm một thanh kiếm. Thanh kiếm này dài hơn những thanh kiếm bình thường, dài tầm 5 thước, chuôi kiếm có buộc một sợi dây băng đỏ, quấn quanh một chùm tóc. Kiếm chủ Vĩnh Hằng. Bên cạnh Diệp Quân, Tư Thông Thiên nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, trầm giọng nói, đó chính là kiếm Vĩnh Hằng trong truyền thuyết, đứng đầu trong chư thiên vạn giới, đứng thứ ba trong toàn vũ trụ, chỉ thua thanh kiếm chấp pháp của thế giới hư chân và kiếm Thanh Huyên của vũ trụ Quan Huyên thôi. Đương nhiên, kiếm Thanh Huyên của kiếm chủ nhân gian bây giờ chắc đã đạt đến một độ cao mới rồi. Diệp Quân nhíu mày, thầm hỏi, tháp gia, vì sao không thấy thứ hạng của kiếm hành đạo? Tiểu tháp nói, kiếm hành đạo không màng danh lợi, không thích xếp hạng. Diệp Quân đen mặt, tháp gia càng ngày càng không nghiêm túc trong việc lừa dối mình rồi. Diệp Quân thôi không suy nghĩ nữa, hắn nhìn người đàn ông trung niên kia. Ông ấy cũng mặc một bộ trường bào đỏ rực, rất tương xứng với người phụ nữ trên cột đá, nhìn kỹ, Diệp Quân phát hiện hình như là áo cưới. Sau lưng kiếm chủ Vĩnh Hằng này có hàng trăm kiếm tu. Dẫn đầu là một cô gái, trông rất trẻ, mặc một bộ váy dài trắng như mây, tóc buộc sau đầu, để vài cọng tóc mai hai bên, ánh mắt lạnh như băng, trong tay không có kiếm. Sau lưng cô gái có đến mấy trăm kiếm tu, trong đó có 12 vị đại kiếm đế, gần trăm vị kiếm đế. Thấy đội hình này, Diệp Quân chợt thấy chấn động. Phải công nhận đội hình này khá là khủng bố. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, dù sao người ta cũng đứng đầu vạn giới cơ mà. Người tới càng lúc càng nhiều. Rõ ràng, họ đều muốn tới để giành lấy truyền thừa kiếm đạo này. Kiếm chủ Vĩnh Hằng bỗng mở mắt ra, ông ấy nhìn xung quanh, khẽ hỏi, Thạch Tàng còn chưa tới à? Cô gái váy trắng bỗng nhìn kiếm chủ Vĩnh Hằng, ánh mắt đầy lửa giận, con kém lắm à? Kiếm chủ Vĩnh Hằng lắc đầu, không kém. Cô gái váy trắng nhìn chằm chằm kiếm chủ Vĩnh Hằng, chỉ vì con là nữ giới nên không thể kế thừa Vĩnh Hằng kiếm tông sao? Kiếm chủ Vĩnh Hằng lắc đầu, Thạch Tàng phù hợp hơn. Cô gái váy trắng siết chặt hai tay, hơi không cam lòng, dù con có cố gắng thế nào cũng không có được sự thừa nhận của người. Kiếm chủ Vĩnh Hằng chậm rãi nhắm mắt lại, không đáp lời. Cô gái váy trắng nhìn chằm chằm kiếm chủ Vĩnh Hằng, cũng không nói thêm gì. Trong cơ thể Diệp Quân, giọng nói bí ẩn bỗng nói, cuối cùng kiếm chủ Vĩnh Hằng cũng chịu bước qua ngưỡng cửa đó rồi. Diệp Quân tò mò, sao ạ? Giọng nói bí ẩn, hôm nay, chiến chân thần. Chiến chân thần. Diệp Quân sững sờ. Kiếm chủ Vĩnh Hằng này định đấu với chân thần trong hôm nay sao? Bây giờ Diệp Quân đã hiểu ra. An tiền bối bảo hắn tới đây không phải vì truyền thừa kiếm đạo mà là muốn hắn chứng kiến trận chiến kinh thế này. Nghĩ đến đây, Diệp Quân cũng thấy rất mong chờ. Đấu với chân thần. Đây chắc chắn là một trận đại chiến tuyệt thế, nếu mình may mắn được chứng kiến thì nhất định sẽ có cảm ngộ. Càng ngày càng có nhiều người đổ đến. Đa số bọn họ đều là những thiếu niên yêu nghiệt. Nhưng ẩn giấu xung quanh có một số khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Rõ ràng, cũng có rất nhiều cường giả thế hệ trước muốn xem trận chiến này. Phía xa, kiếm chủ Vĩnh Hằng kia ngồi xếp bằng trên đất, cả người chẳng có chút khí tức nào,
tất cả mọi người đều không thể cảm nhận được ông ấy, giống như ông ấy đã hòa mình vào đất trời này rồi vậy. Đúng lúc này, dường như kiếm chủ Vĩnh Hằng kia cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, ông ấy bỗng quay đầu nhìn về phía hắn. Cảm nhận được ánh mắt của kiếm chủ Vĩnh Hằng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Quân. Bắt gặp ánh mắt của kiếm chủ Vĩnh Hằng, Diệp Quân hơi sững người. Kiếm chủ Vĩnh Hằng nhìn Diệp Quân một lúc rồi bảo, cậu sang đây. Nghe kiếm chủ Vĩnh Hằng nói vậy, mọi người ở đó đều mờ mịt. Diệp Quân hơi do dự rồi cũng bước tới trước mặt kiếm chủ Vĩnh Hằng, hắn ôm quyền chào, chào tiền bối. Cô gái áo trắng sau lưng kiếm chủ Vĩnh Hằng nhìn Diệp Quân, đôi mắt xinh đẹp thoáng tia ngờ vực. Kiếm chủ Vĩnh Hằng quan sát Diệp Quân rồi hỏi, có sư phụ chưa? Diệp Quân gật đầu, có ạ. Ánh mắt kiếm chủ Vĩnh Hằng chợt lộ ra vẻ tiếc nuối. Thấy cảnh này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó chợt trở nên nặng nề. Kiếm chủ Vĩnh Hằng nhìn chúng chàng trai này rồi à? Hơn nữa, còn tiếc nuối. Tư Thông Thiên kia đứng bên cạnh lại thấy vui mừng không tả nổi, đại ca mình đỉnh quá. Không những được tiên tổ nhà mình xem trọng mà đến cả kiếm chủ Vĩnh Hằng cũng ưng ý. Đại ca chắc chắn là một vị yêu nghiệt tuyệt thế rồi. Cô gái áo trắng kia khẽ siết chặt hai tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dường như kiếm chủ Vĩnh Hằng không cam tâm, ông ấy lại hỏi, có muốn đổi sư phụ khác không? Mọi người đều ngẩn người ra khi nghe kiếm chủ Vĩnh Hằng hỏi vậy. Đổi sư phụ khác? Gì thế? Kiếm chủ Vĩnh Hằng này muốn cướp người à? Nghe kiếm chủ Vĩnh Hằng nói vậy, Diệp Quân cũng hơi sửng sốt, hắn không ngờ ông ấy lại hỏi vậy. Cô gái áo trắng kia siết chặt hai tay, im lặng nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân suy nghĩ rồi trả lời, cảm ơn tiền bối đã ưu ái, nhưng vãn bối không có ý định đổi sư phụ ạ. Mọi người nghe câu trả lời của Diệp Quân thì lại lần nữa ngẩn ra. Từ chối. Hắn lại từ chối kiếm chủ Vĩnh Hằng. Ai nấy đều nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt không thể nào tin nổi. Hắn không ngốc đấy chứ. Đó là kiếm chủ Vĩnh Hằng đấy. Là một trong những đại lão tuyệt thế đương thời đấy. Ngươi lại từ chối. Một số người chỉ muốn nhào lên đánh cho Diệp Quân một trận tơi bời. Lúc này, Tư Thông Thiên bỗng chạy tới bên cạnh Diệp Quân, run giọng nói, đại ca, vị này là kiếm chủ Vĩnh Hằng đấy. Diệp Quân cười chứ không nói gì thêm. Ánh mắt của cô gái áo trắng nhìn Diệp Quân chuyển từ lạnh lùng sang kinh ngạc. Kiếm chủ Vĩnh Hằng nhìn Diệp Quân một lúc rồi cười hỏi, sư phụ của cậu là ai? Diệp Quân đáp, thiên mệnh váy trắng. Ánh mắt của kiếm chủ Vĩnh Hằng ngờ ngợ, ông ấy chưa từng nghe thấy cái tên này. Vốn định hỏi gì đó, nhưng nghĩ lại thì vũ trụ rộng lớn, có một số kiếm tu mạnh mẽ nhưng khiêm tốn là chuyện bình thường. Kiếm chủ Vĩnh Hằng lại nhìn Diệp Quân với ánh mắt phức tạp. Không ngờ lại có thể gặp được một vị đại kiếm đế trẻ tuổi thế này vào lúc này, hơn nữa còn là một vị đại kiếm đế với kiếm ý đại viên mãn, cũng có nghĩa là chỉ cách nhập phàm một bước nữa thôi. Thêm vào đó, trong cơ thể còn ẩn chứa võ thế, đây là một thiên tài tuyệt thế song tu kiếm và võ. Tiếc quá đi mất, kiếm chủ Vĩnh Hằng thầm thở dài. Đúng lúc này, bầu trời nứt ra, một đạo kiếm quang xé không gian bay tới. Kiếm quang đáp xuống ở chỗ cách kiếm chủ Vĩnh Hằng không xa, sau khi kiếm quang tản đi, một chàng trai mang hộp kiếm bước ra. Thạch Tàng. Có người hô lên. Thạch Tàng. 19 tuổi đã thành đại kiếm đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vĩnh Hằng giới, nhanh hơn kiếm chủ Vĩnh Hằng những 2 tháng, cũng chính là thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt nhất trong lịch sử Vĩnh Hằng giới. Thạch Tàng bước nhanh tới trước mặt kiếm chủ Vĩnh Hằng, cung kính bái kiến sư tổ. Kiếm chủ Vĩnh Hằng quan sát Thạch Tàng rồi khẽ gật đầu, ta đã đợi con rất lâu. Thạch Tàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Kiếm chủ Vĩnh Hằng xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian chậm chậm bay tới trước mặt Thạch Tàng, từ hôm nay con chính là tông chủ của Vĩnh Hằng Kiếm Tông, phải bảo vệ Vĩnh Hằng Kiếm Tông thật tốt. Thạch Tàng nhận nhẫn, chỉ cầm nó thật chặt mà không nói gì. Kiếm chủ Vĩnh Hằng quay đầu nhìn cô gái áo trắng, con lại đây. Cô gái lặng lẽ bước tới trước mặt kiếm chủ Vĩnh Hằng. Kiếm chủ Vĩnh Hằng nhìn cô gái với ánh mắt phức tạp, thiên phú của con không hề thua ca ca của mình, con cũng nỗ lực hơn nó rất nhiều, nhưng con hiếu thắng, tính cách quá mạnh mẽ, ta còn thì có thể bảo vệ con bình an, nếu ta mất, tính khí này của con sẽ rước vào mình vô số thị phi, thậm chí còn rước đại nạn, liên lụy đến Vĩnh Hằng Kiếm Tông.
Cô gái áo trắng im lặng, nhưng gương mặt tràn ngập bất mãn. Thấy vậy, kiếm chủ Vĩnh Hằng thầm thở dài, sau đó nhìn Diệp Quân nói, cậu bạn, ta có một mong cầu hơi quá đáng. Diệp Quân trầm mặc. Hắn rất muốn nói rằng, thật ra chúng ta không thân lắm đâu. Tiền bối có thể đừng nêu ra yêu cầu hơi quá đáng của mình không? Kiếm chủ Vĩnh Hằng khẽ cười rồi xòe tay ra, một thanh kiếm mỏng như cánh ve xuất hiện trong tay ông ấy, thanh kiếm này không có chuôi, cực kỳ mỏng, dường như trong suốt, lơ lửng trên lòng bàn tay, thoát ẩn thoát hiện, không có chút khí tức nào. Kiếm chủ Vĩnh Hằng nhìn Diệp Quân, cười nói, thanh kiếm này tên Ẩn Tiên, cấp Nhân Tiên, là cực phẩm trong các loại phi kiếm, hôm nay có duyên với cậu bạn nên ta tặng nó cho cậu. Dứt lời, thanh kiếm Ẩn Tiên kia chậm chậm bay tới trước mặt Diệp Quân. Cấp Nhân Tiên. Mọi người thấy vậy thì đều nhìn Diệp Quân với ánh mắt ngưỡng mộ. Đây là cực phẩm nhân gian đấy. Ngoài chân vũ trụ, vật phẩm cấp Nhân Tiên cực kỳ hiếm trong chư thiên vạn giới. Diệp Quân suy nghĩ rồi hỏi, tiền bối, người muốn vãn bối làm gì? Kiếm chủ Vĩnh Hằng nhìn Diệp Quân, cọ sát với hậu bối này của ta một lần. Diệp Quân sững người. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Quân, xin thỉnh giáo. Diệp Quân hỏi, chỉ vậy thôi sao? Kiếm chủ Vĩnh Hằng, đừng nương tay. Cô gái áo trắng bỗng lạnh giọng nói, tuy hắn cũng là đại kiếm đế nhưng cảnh giới quá thấp, không phải là đối thủ của con. Diệp Quân nhìn cô gái áo trắng, có thể bắt đầu chưa? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, rồi, nhát kiếm đó là thần. Bù! Một kia kiếm quang lướt qua. Đồng tử cô gái rút lại, vừa định ra tay thì một thanh kiếm đã kê ngay trước trán cô ta rồi. Mọi người thấy cảnh này đều ngẩn người ra. Cô gái áo trắng nhìn Diệp Quân chòng chọc, vẻ mặt khó tin. Thạch Tàng cũng nhìn Diệp Quân với ánh mắt đầy kinh ngạc. Diệp Quân không quan tâm tới cô gái áo trắng, hắn cất thanh kiếm Ẩn Tiên kia đi rồi cảm ơn, đa tạ tiền bối. Kiếm chủ Vĩnh Hằng nhìn Diệp Quân, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Sở dĩ ông ấy yêu cầu Diệp Quân ra tay là vì muốn xem năng lực chiến đấu thật sự của hắn. Mà giây phút này ông ấy nhận ra mình đã đánh giá thấp năng lực chiến đấu của chàng trai này. Cô gái áo trắng bỗng nói, có thể đấu lại một lần nữa không? Rõ ràng cô ta không phục. Diệp Quân nhìn cô ta, nếu quyết chiến sinh tử thì cô nương đã chết rồi. Cô gái chỉ im lặng nhìn Diệp Quân. Diệp Quân lại nói, ta biết chắc chắn cô nương không cam tâm, vì cô nương vẫn chưa ra tay mà ta đã lợi dụng ưu thế tốc độ khiến cô nương không kịp trở tay. Cô gái bỗng nói, đừng nói nhiều như vậy, đánh lại một lần nữa. Bù! Kiếm quang lóe sáng. Đồng tử của cô gái rút lại, vừa định ra tay thì một thanh kiếm đã kê ngay trước cổ họng cô ta. Giây phút này, trong mắt cô gái ngoài sự khó tin còn xen lẫn cả sự hoảng sợ. Kiếm nhanh quá! Diệp Quân nhìn cô gái, bản lĩnh chưa tới đâu mà tính tình nóng nảy thật. Nói xong, hắn ôm quyền với kiếm chủ Vĩnh Hằng rồi quay người đi sang một bên. Sắc mặt của cô gái kia cực kỳ khó coi, như không cam tâm, cô ta nhìn Diệp Quân, đánh lại. Kiếm chủ Vĩnh Hằng bỗng quát, im miệng. Cô gái nhìn kiếm chủ Vĩnh Hằng, ông ấy nói, Thạch Nguyên, ta thật sự rất thất vọng về con. Cô gái áo trắng siết chặt tay, sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết. Kiếm chủ Vĩnh Hằng bỗng từ từ đứng lên, ông ấy nhìn người phụ nữ bị ghim trên cột đá. Ánh mắt phức tạp, năm xưa ta nên chọn đi với nàng, xin lỗi, đã để nàng đợi lâu rồi. Nói rồi, ông ấy bỗng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười lớn, chân thần, đấu một trận đi. Dứt lời, ông ấy phất tay áo, kiếm Vĩnh Hằng trên đất bay lên trời, xé không gian. Bù! Kiếm vạch tầng mây, một con đường màu vàng xuất hiện phía chân trời. Khiêu chiến chân thần. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn con đường màu vàng kia. Chân thần có xuất hiện không? Kiếm chủ Vĩnh Hằng nhìn con đường đó, chờ đợi. Lúc này, một giọng nói không chút cảm xúc vọng từ con đường màu vàng đó ra, khiêu chiến chân thần. Ngươi bây giờ có xứng không? Trận chiến năm xưa, nếu ngươi dám xuất kiếm ngay giây phút thê tử của ngươi chết đi, có lẽ chân thần sẽ đánh giá cao ngươi hơn, bây giờ ngươi không có tư cách khiêu chiến chân thần. Bù! Lời vừa dứt, một thanh kiếm bỗng phóng ra từ con đường màu vàng kia. Thanh kiếm kia vừa xuất hiện, cả trời đất như bắt đầu lụi tàn. Một nhát kiếm chôn vùi cả một thế giới.
Vô số người đã bị kiếm thế tản ra từ trong nhát kiếm này ép cho quỳ xuống, run rẩy. Đối diện với nhát kiếm này, trong lòng họ chỉ có sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng và hoảng sợ đến từ sâu thẳm tâm can. Không có chút ý niệm phản kháng nào cả. Nhát kiếm này chính là thần. Chỉ có thể thần phục. Diệp Quân nhìn chằm chằm thanh kiếm đó, đối diện với nhát kiếm này giống như hắn đang đối diện một vũ trụ tinh hà bao la bát ngát vậy. Mình chỉ bé nhỏ như hạt bụi trần. Hai tay hắn siết chặt, toàn thân run rẩy, xác thịt nứt lìa, xương cốt vỡ nát, linh hồn chết mòn, nhưng ý chí không hề mất đi. Ý chí của Diệp Quân lúc này kiên định hơn bao giờ hết. Hắn biết, đối diện với nhát kiếm khủng bố này, Diệp Quân hắn không thể nào thắng được. Không thắng thì bại thôi. Nhưng hắn sẽ không sợ hãi. Hắn sẽ không thần phục. Dù có chết, ông đây cũng không thần phục. Xác thịt có thể nứt lìa, xương cốt có thể vỡ nát, linh hồn có thể chết mòn nhưng ông đây sẽ không quỳ. Nhưng luồng uy lực kia càng lúc càng mạnh, mạnh đến nỗi khiến hai đầu gối của hắn dần dần cong xuống. Diệp Quân bỗng quát lên, hai tay siết chặt thêm. Ầm! Trong nháy mắt, thân xác của hắn nổ tung, hóa thành một màn xương máu. Chủ động hủy diệt thể xác. Diệp Quân chỉ còn linh hồn bỗng nhìn thanh kiếm kia, gằn giọng chiến. Dứt lời, hắn giẫm mạnh chân phải, hóa thành một đạo kiếm quang phóng về phía thanh kiếm kia. Dù mình chỉ là con kiến nhưng vẫn dám đấu với trời. Tuy Diệp Quân không còn thể xác nhưng kiếm thế lúc này lại hơn hẳn bất cứ thời điểm nào trong quá khứ, giây phút này, kiếm ý của hắn đã đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Bấy giờ, kiếm ý, kiếm thế của hắn đã tiệm cận vô hạn với phàm cảnh. Thấy Diệp Quân hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, tất cả mọi người ở đó đều ngây ra như phỗng. Kiếm chủ Vĩnh Hằng cũng ngẩn ngơ. Là trận chiến của ta hay của cậu? Mà lúc này, một đạo kiếm quang bỗng cưỡng ép kéo Diệp Quân lại, tiểu tháp quát, ngươi làm gì thế? Là trận chiến của người ta, ngươi lên làm gì? Bị tháp ra quát, Diệp Quân mới sực tỉnh, hắn nhìn thanh kiếm đang phóng xuống với vẻ mặt hơi gượng. Nhập tâm quá rồi. Giờ phải làm sao? Lên tiếp, thì chắc chắn sẽ bị đánh chết. Không lên tiếp, đã làm đến nước này rồi. Không lên tiếp thì biết giấu mặt đi đâu. Diệp Quân bỗng lấy tiểu tháp ra, sau đó nói, tháp ra, chúng ta cùng lên. Nói rồi hắn đẩy tháp ra lên trước, sau đó xông thẳng lên trời. Mẹ kiếp, kệ đi, đánh đã rồi tính sau. Gặp chuyện gì thì để tháp ra gánh 9 phần, mình gánh một thôi. Tiểu tháp, trong mắt tất cả mọi người, Diệp Quân tay phải cầm kiếm, tay trái cầm tháp xông về phía thanh kiếm kia. Bỗng chốc, một màn kim quang từ trên trời tản ra, một người và một tháp bay vút ra phía chân trời. Địch, địch, ngươi là thứ chuyên gây hỏa, thứ khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi không phải là người, ngươi còn xấu xa hơn cha ngươi nữa. Trên mặt đất, kiếm chủ Vĩnh Hằng nhìn thanh kiếm này chém tới bằng ánh mắt bình tĩnh. Không phải là chân thần. Kiếm chủ Vĩnh Hằng khẽ cười, cũng được, chấp kiếm nhân. Ta đã muốn đấu với ngươi một trận từ lâu rồi. Dứt lời, ông ấy phất tay áo, hóa thành một đạo kiếm quang bay vút lên trời. Vù! Kiếm phá trời cao. Những cường giả của Vĩnh Hằng Kiếm Tông đều nhìn chăm chăm lên bầu trời. Siêu tổ có thể đánh bại được chấp kiếm nhân này không? Không chỉ mình Vĩnh Hằng Kiếm Tông, tất cả mọi người đều có cùng câu hỏi này. Dưới sự chứng kiến của mọi người, kiếm chủ Vĩnh Hằng đâm một nhát vào kiếm chấp pháp kia. Trời đất nứt toác. Hai loại kiếm ý khủng bố lan tràn trong không gian, tuy không cố tình đối phó với thế giới này nhưng cả vùng táng thân đang bắt đầu vỡ vụn rồi sụp đổ. Thế giới này không chịu nổi kiếm ý của hai người. Ở sâu trong tinh không xa vời vợi kia, vô số thời không tan vỡ, tinh hà tịch diệt, vũ trụ cuộn trào. Bên dưới, kiếm chủ Vĩnh Hằng bỗng cười lớn. Ông ấy chỉ tay về phía kiếm Vĩnh Hằng. Kiếm Vĩnh Hằng rung lên bần bật, sức mạnh khủng bố đẩy lùi kiếm chấp pháp kia vào trong đường hầm thời không. Mà lúc này, kiếm chủ Vĩnh Hằng bỗng nhoáng người, hóa thành một đạo kiếm quang đánh vào trong chân vũ trụ. Đánh vào chân vũ trụ. Ai nấy đều nhìn chằm chằm đường hầm thời không kia. Keng! Bấy giờ, trong đường hầm thời không kia vang ra tiếng kiếm kêu, một thi thể chậm chậm rơi xuống từ trong đó.
Thấy cảnh này, các cường giả Vĩnh Hằng Kiếm Tông ở bên dưới đều tái mặt. Vì thi thể đó chính là kiếm chủ Vĩnh Hằng. Cùng rơi xuống với kiếm chủ Vĩnh Hằng còn có thanh kiếm Vĩnh Hằng kia nữa. Thua rồi. Ngay lúc này, một tia kiếm quang phóng từ trong đường hầm thời không kia ra với tốc độ cực nhanh. Bù! Trong ánh nhìn của mọi người, tia kiếm quang kia đã đóng đinh kiếm chủ Vĩnh Hằng lên cột đá, ngay trên vị trí người phụ nữ áo đỏ bị đóng đinh. Hai người đều bị ghim trên đó. Bên dưới, những cường giả của Vĩnh Hằng Kiếm Tông nổi giận, có vài kiếm tu trẻ tuổi định ra tay nhưng Thạch Tàng đã quát, dừng tay. Tiếng quát này như tiếng sấm. Tất cả kiếm tu của Vĩnh Hằng Kiếm Tông đều dừng lại, bọn họ giận dữ nhìn đường hầm thời không kia. Giết người ta rồi còn sỉ nhục như vậy. Thật sự ức hiếp người quá đáng. Thạch Tàng lặng lẽ nhìn đường hầm thời không kia, y xòe tay ra, thanh kiếm Vĩnh Hằng chậm chậm rơi vào tay y. Y nhìn thanh kiếm trong tay rồi như cảm nhận được điều gì đó, y chợt ngẩng đầu nhìn đường hầm thời không, ở phía cuối đường hầm lờ mờ thấy một ảo ảnh. Chấp kiếm nhân. Kiếm tu mạnh nhất chân vũ trụ. Thạch Tàng nhìn chằm chằm ảo ảnh kia, nhưng ảo ảnh lại thờ ơ quay người rời đi. Khinh thường. Cường giả của Vĩnh Hằng Kiếm Tông đều giận tím mặt nhưng cũng không thể làm gì. Người ta có tư cách khinh thường Vĩnh Hằng Kiếm Tông. Đến cả kiếm chủ Vĩnh Hằng cũng đã bị giết. Trong mắt người ta, đệ tử của Vĩnh Hằng Kiếm Tông chắc chẳng khác gì con sâu cái kiến. Thạch Tàng trầm mặc một hồi lâu mới nhìn thi thể của kiếm chủ Vĩnh Hằng. Khẽ nói, sư tổ, đợi con đón người về. Nói xong, y quay người nhìn các cường giả của Vĩnh Hằng Kiếm Tông, đi. Tuy những cường giả của Vĩnh Hằng Kiếm Tông không cam tâm nhưng không thể làm gì được, bèn theo Thạch Tàng rời đi. Cô gái áo trắng thì nhìn chân trời, trong lòng ngờ vực, không biết chàng trai kia chết chưa. Cô ta không nghĩ quá nhiều, quay người rời đi. Trên mặt đất nơi nào đó, Diệp Quân chỉ còn lại linh hồn nằm trên đất. Bên cạnh hắn còn có một cái tháp nhỏ. Linh hồn của Diệp Quân lúc này cực kỳ yếu ớt. Tuy vừa nãy tháp ra đã đỡ phía trước nhưng hắn cũng phải chịu sức đánh rất mạnh. Suýt thì chơi ngu mất mạng luôn rồi. Đại ca! Đúng lúc này, Tư Thông Thiên chạy tới trước mặt Diệp Quân, khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Diệp Quân, y cũng ngây ra như phỗng. Đại ca mình còn cứu được không? Tư Thông Thiên nhìn nhẫn không gian với tòa tháp nhỏ của Diệp Quân. Hơi do dự. Mấy chuyện như hôi của, y cũng từng làm rồi. Sau một lúc suy tư, Tư Thông Thiên bỗng lấy một viên đan dược màu đen từ trong nhẫn không gian của mình ra, y đút đan dược vào miệng của Diệp Quân, trong tích tắc, một luồng năng lượng linh hồn thuần túy đã tỏa ra từ người Diệp Quân. Dưỡng hồn đan, chuyên chữa trị linh hồn. Đệ tử thế gia đi ra ngoài nhất định đều chuẩn bị loại đan dược này. Tư Thông Thiên nhìn Diệp Quân. Lặng lẽ chờ đợi. Hôi của. Chắc chắn y sẽ không làm chuyện này. Đùa gì thế, đại ca này là người mà tiên tổ của mình và kiếm chủ Vĩnh Hằng đã nhìn chúng, chắc chắn không phải là người tầm thường. Hôi của cũng phải chia đối tượng. Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng từ từ mở mắt ra. Thấy thế, Tư Thông Thiên vội hỏi, đại ca, huynh tỉnh rồi à? Diệp Quân nhìn Tư Thông Thiên trước mặt, khẽ hỏi, ta còn sống à? Tư Thông Thiên gật đầu lia lịa, còn sống. Diệp Quân hít sâu vào một hơi, như nhớ ra điều gì, hắn vội nhìn tiểu tháp, tháp ra, người không sao chứ. Tháp ra không trả lời. Diệp Quân sững sờ, hắn xòe tay ra, tiểu tháp chậm chậm bay vào tay hắn. Hắn quan sát tiểu tháp rồi gọi, tháp ra ơi. Vẫn không trả lời. Bấy giờ Diệp Quân hơi căng thẳng, tháp ra, người đừng chết mà. Tiểu tháp. Thấy tiểu tháp không có động tĩnh gì, Diệp Quân thật sự sốt ruột. Vì trận chiến vừa nãy tháp ra đã cản phía trước, gánh hết mọi thứ. Sức gồng quá đỉnh. Nghĩ đến đây, tuy trên mặt Diệp Quân mang vẻ bi thương nhưng trong lòng thì lại vui mừng khôn xiết. Phòng ngự mạnh nhất, chính là tháp ra. Diệp Quân đang định nói gì đó thì An Nam Tịnh bỗng xuất hiện bên cạnh hắn. Thấy An Nam Tịnh, Diệp Quân vội nói, tiền bối, tháp ra. An Nam Tịnh nhìn tiểu tháp, sau đó nói, chưa chết. Nghe vậy, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, mất thân xác rồi à? Diệp Quân gật đầu. An Nam Tịnh, khôi phục thân xác trước đã. Diệp Quân gật đầu, vâng. Nói rồi hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian rồi chọn ra một đống bảo vật từ trong đó.
ra ngoài Chu Du, đương nhiên hắn sẽ mang theo trang bị và đan dược tốt rồi. Từ từ phát triển á. Hắn không có thời gian. Vũ trụ quan huyên bây giờ có đám Diệp Khải chống đỡ, nhưng hắn biết, đám Diệp Khải có lẽ không trụ được quá lâu, thế nên hắn buộc phải dùng cách nhanh nhất để nâng cao thực lực của mình. Một lát sau, thân xác của hắn dần dần được khôi phục. Như nhớ ra điều gì, Diệp Quân nhìn Tư Thông Thiên hỏi, kiếm chủ Vĩnh Hằng kia thế nào rồi? Tư Thông Thiên khẽ đáp, chết rồi. Diệp Quân nhíu mày, chết rồi sao? Tư Thông Thiên gật đầu. Diệp Quân trầm giọng nói, chân thần giết à? Tư Thông Thiên lắc đầu, là do chấp kiếm nhân giết. Chấp kiếm nhân? Diệp Quân im lặng. Trước đây hắn từng nghe Liên Song nhắc đến chấp kiếm nhân này, hắn không ngờ thực lực của chấp kiếm nhân này lại mạnh đến vậy. Quá khủng bố. Giờ nhớ lại nhát kiếm kia, lòng hắn vẫn chấn động. Nhưng nhiều hơn vẫn là phấn khởi. Vì hắn phát hiện bây giờ nhớ lại nhát kiếm đó, hắn không còn sợ hãi nữa. Cách tốt nhất để đánh bại nỗi sợ là đối mặt với nó. Chỉ là hơi khổ cho Tháp Gia. Một lát sau, thân xác của hắn đã hồi phục, hắn cảm nhận thân xác của mình rồi nhìn An Nam Tịnh, đang định nói thì An Nam Tịnh bỗng hỏi, sao vừa nãy lại ra tay? Diệp Quân suy nghĩ rồi trả lời, vì ta phát hiện ra trong lòng mình nảy sinh sự sợ hãi. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, thế nên cậu đã ra tay à? Diệp Quân gật đầu, nhát kiếm kia rất mạnh, không phải thứ ta bây giờ có thể địch lại, nhưng nếu ta không xuất kiếm thì ta sẽ mãi mãi sống trong ám ảnh của nhát kiếm đó, nó sẽ trở thành ác mộng của ta. An Nam Tịnh nghiêm túc nhìn Diệp Quân, nhưng cậu xuất kiếm thì có thể sẽ chết. Diệp Quân gật đầu, ta biết, xong, nếu không xuất kiếm, ta sống không bằng chết. An Nam Tịnh trầm mặc. Diệp Quân khẽ nói, đạo kiếm thế kia muốn ta thần phục quỳ xuống. Nếu ta muốn sống, đơn giản thôi, chỉ cần thần phục và quỳ bỏ xuống đất là được rồi. Nhưng ta sẽ không làm vậy. Ta cảm thấy làm người đôi lúc có thể hèn nhát, có thể khóc, thậm chí có thể chết, nhưng nhất định phải có khí phách. An Nam Tịnh khẽ gật đầu, ánh mắt tán thưởng. Tuy lần này Diệp Quân vẫn chưa nhập phàm nhưng đã rất gần rồi, chỉ cần một bước ngoặt nữa là dễ dàng bước vào phàm cảnh. Cần phải chiến đấu. Lúc này, Diệp Quân lại kiên định nói, nếu cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ chọn chiến đấu. Tiểu Tháp bỗng nói, người muốn chiến thì cứ chiến, lần sau đừng mang theo ta, được không? Diệp Quân cười gượng, Tháp Gia, người không sao rồi à? Tiểu Tháp bực mình, chưa chết. Diệp Quân chân thành nói, ta biết với thực lực của Tháp Gia, một chấp kiếm nhân nhỏ bé sao có thể làm gì được ngươi cơ chứ? Tiểu Tháp bình thản, ngươi đừng mất công nịnh ta, Tháp Gia ta sống bao nhiêu năm qua, không tiếp chiêu này của ngươi. Diệp Quân cười ha hả, sau đó nhìn An Nam Tịnh, tiền bối, người dẫn ta đến đây là để ta xem trận chiến giữa kiếm chủ Vĩnh Hằng và chân thần sao? An Nam Tịnh gật đầu, đi, tới nơi cuối cùng. Diệp Quân vội hỏi, nơi nào ạ? An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, thành chư thiên vạn giới. Diệp Quân nhíu mày, thành chư thiên vạn giới sao ạ? An Nam Tịnh gật đầu, đi đấu bảng chư thiên, đánh đến khi giành hạng nhất. Đấu bảng chư thiên? Diệp Quân do dự rồi hỏi, đánh tới hạng nhất được lợi ích gì ạ? An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, cậu có muốn cưới thêm một thê tử nữa không? Diệp Quân sững người. Nói gì vậy? Cái này, An Nam Tịnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, đánh được đến hạng nhất thì ta và cha cậu sẽ giúp cậu nghĩ cách để cậu cưới thêm một thê tử nữa. Diệp Quân chần chừ, nói tiền bối, chuyện này. An Nam Tịnh bình tĩnh nói, đánh hay không tùy cậu. Từ bây giờ ta sẽ không đi theo cậu nữa, ta cũng đã cho 36 người mà mẹ cậu để lại bảo vệ cậu trở về thần điện hư chân rồi. Đánh được đến hạng nhất thì trở về vũ trụ quan huyên. Nói xong bà ấy quay người định bỏ đi. Lúc này, Diệp Quân vội nói, tiền bối, ta đã có tiểu ca rồi. Chuyện thê tử. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, thế cậu muốn Tịch Huyền cô nương kia gả cho người khác không? Cả Thiên Thiên cô nương nữa, cậu có muốn bọn họ gả cho người đàn ông khác không? Diệp Quân sững người. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân, truy hỏi, mong vậy không? Sắc mặt Diệp Quân hơi mất tự nhiên, hắn thầm nói, Tháp Gia. Người nói gì đi chứ? Tiểu tháp cũng hơi ngẩn người, ta nói gì được chứ? Thằng nhóc khốn nạn nhà ngươi,
cứ hễ gặp chuyện gì không giải quyết được là lại lôi tháp ra ta ra. Mẹ kiếp, ta chỉ là một cái tháp, không phải cái bia đỡ mà cứ hở là lấy ông đây ra đỡ đạn thay. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân rồi nói, đánh hay không tùy cậu. Nếu không đánh thì bây giờ trở về vũ trụ quan huyên, nếu đánh thì ta chỉ cho cậu thời gian một tháng, trong một tháng không đánh lên được hạng nhất thì ta rút lại lời vừa nãy. Nói xong, bà ấy lập tức biến mất trên trời. Diệp Quân trầm mặc một lát rồi hỏi, tháp gia, người thấy thế nào? Tiểu tháp ngờ vực, ta thấy thế nào cái gì? Chuyện của ngươi, ngươi tự quyết định đi. Diệp Quân gật đầu, ta nghe theo tháp gia. Nói rồi, hắn nhìn Tư Thông Thiên ở bên cạnh, thành chư thiên vạn giới ở đâu? Tiểu tháp, giọng nói bí ẩn bỗng nói, tiểu tháp, sao ta có linh cảm sau này ngươi sẽ trở thành cái bia đỡ chuyên dụng của hắn thế nhỉ? Tiểu tháp, Tư Thông Thiên dẫn Diệp Quân vào trong đường hầm thời không, mục tiêu của hai người không phải là thành chư thiên vạn giới mà là nguyên giới, cũng chính là thế giới của Tư Thông Thiên. Vì muốn tới thành chư thiên vạn giới phải dùng tới trận pháp dịch chuyển, nếu không với thực lực của hai người họ, có xuyên thời không ròng rã một năm trời cũng không thể đến được. Quá xa, chư thiên vạn giới cách nhau rất rất xa, mà nguyên giới có trận pháp dịch chuyển đến chư thiên vạn giới. Trong đường hầm thời không, Tư Thông Thiên quan sát Diệp Quân với ánh mắt tò mò, đại ca, huynh thật sự mới tới cảnh giới tiểu kiếp à? Diệp Quân gật đầu. Tiểu tháp trầm giọng nói, đại ca, cảnh giới của huynh có thấp quá không vậy? Đệ không có ý gì đâu, chỉ là bảng chư thiên thật sự rất khó đánh. Diệp Quân nhìn Tư Thông Thiên, khó lắm à? Tiểu tháp gật đầu, vâng. Diệp Quân cười nói, đệ nói cho ta nghe về bảng chư thiên này đi. Tư Thông Thiên thấp giọng nói, bảng chư thiên là bảng có chất lượng cao nhất trong chư thiên vạn giới, chỉ có 10 cái tên, những người có tên trên bảng này đều là thiên tài siêu cấp yêu nghiệt nhất của chư thiên vạn giới. Rất đáng sợ, nguyên giới của đệ có đến hàng tỷ tỷ sinh linh nhưng vẫn không ai được lên bảng chư thiên. Diệp Quân bỗng hỏi, ai sáng lập ra bảng chư thiên thế? Tư Thông Thiên, thành chư thiên vạn giới sáng lập ra đó. Thành chư thiên vạn giới này là một sự tồn tại đặc biệt, không thuộc về bất cứ thế giới hay chư thiên nào. Mà người sáng lập ra tòa thành này thì cực kỳ lợi hại, tên là Chân Vô Ngã. Bà ấy đã lập ra một loại đạo mới ngoài 3.000 đại đạo, đạo Vô Ngã. Nghe nói năm xưa bà ấy đã từng một mình chiến đấu với quân cận vệ của chân thần của chân vũ trụ. Diệp Quân nheo mắt, từng đánh với chân vũ trụ à? Tư Thông Thiên gật đầu, đúng vậy. Không chỉ thế, bà ấy còn từng đại chiến một tháng trời với chấp kiếm nhân của chân vũ trụ ở trong thời không âm giới. Không biết kết quả thế nào, chỉ biết sau trận chiến đó bà ấy đã sáng lập ra thành chư thiên vạn giới, từ đó về sau, thần linh của chân vũ trụ cũng chưa từng bước vào thành chư thiên vạn giới. Diệp Quân im lặng. Chấp kiếm nhân. Hắn không biết thực lực của vị chân vô ngã này thế nào, nhưng vừa nãy hắn đã được lĩnh giáo thực lực của vị chấp kiếm nhân kia. Chỉ một nhát kiếm mà đã mạnh đến nỗi khiến người ta phải tuyệt vọng. Vị chân vô ngã này lại có thể đánh với chấp kiếm nhân một tháng trời, hơn nữa, nghe ý tứ hình như bà ấy đã đánh thắng. Diệp Quân như nghĩ gì đó, thầm hỏi, tiền bối, người biết chân vô ngã này không? Giọng nói bí ẩn, biết. Diệp Quân vội hỏi, có thể nói với ta đôi điều về người này không? Giọng nói bí ẩn trầm giọng nói một hồi thì bảo, bà ấy còn có biệt hiệu khác. Là vong vô địch, là một. Nói đến đây, giọng nói bí ẩn không tiếp tục nói nữa. Diệp Quân còn định hỏi gì đó thì giọng nói bí ẩn đã nói, người đấu hạng trước đi. Đánh được đến hạng nhất sẽ có cơ hội đoạt được truyền thừa của bà ấy, ngươi có thể không cần lấy truyền thừa của người khác, nhưng có cơ hội, nhất định phải lấy truyền thừa của bà ấy. Diệp Quân khó hiểu, vì sao ạ? Giọng nói bí ẩn, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Diệp Quân lắc đầu cười, không nói gì thêm. Một lát sau, Tư Thông Thiên đã đưa Diệp Quân xuất hiện ở nguyên giới. Sau khi tới nguyên giới, Tư Thông Thiên vội nói, đại ca, chúng ta tới Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các. Diệp Quân sững người, hắn nhìn Tư Thông Thiên, Tiên Bảo Các sao? Tư Thông Thiên gật đầu, đúng vậy. Huynh chưa từng nghe tới nơi này à? Diệp Quân chớp mắt, ở đây cũng có Tiên Bảo Các à? Tư Thông Thiên cười nói, đương nhiên là có rồi, Tiên Bảo Các này là thương hội đứng đầu chư thiên vạn giới mà. Huynh biết vũ trụ quan huyên không?
Diệp Quân gật đầu, đương nhiên là biết. Tư Thông Thiên, vũ trụ quan huyên này là một trong bốn vũ trụ lớn, rất là ngầu. Vị kiếm chủ nhân gian của bọn họ là cường giả tuyệt thế duy nhất giết được vào chân vũ trụ. Nghe nói khi ấy, kiếm chủ nhân gian đã đổ sát đến trăm vạn thần linh, toàn thân đỏ như máu, sát ý tràn ngập cả chân vũ trụ, vạn năm còn chưa tiêu tán hết. Nói rồi y khen ngợi, đúng là nhân vật đỉnh cao. Diệp Quân nhìn Tư Thông Thiên, thiện cảm đối với thằng nhóc này bỗng tăng lên nhiều. Tư Thông Thiên bỗng hỏi, đại ca, huynh tới từ đâu vậy? Diệp Quân cười nói, vũ trụ quan huyên. Tư Thông Thiên nhìn Diệp Quân với vẻ kinh ngạc, huynh tới từ vũ trụ quan huyên à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Tư Thông Thiên quan sát Diệp Quân rồi nói, chẳng trách đại ca lại yêu nghiệt đến cỡ này, thì ra là tới từ vũ trụ quan huyên, một trong bốn vũ trụ lớn. Diệp Quân khẽ cười, hình như các đệ rất kính trọng kiếm chủ nhân gian. Tư Thông Thiên gật đầu, đương nhiên rồi. Ở vũ trụ hiện nay, khi nhắc đến kiếm chủ nhân gian, trong lòng ai không nảy sinh chút kính nể đâu chứ. Phải biết rằng vũ trụ quan huyên là một trong bốn vũ trụ lớn của chư thiên vạn giới, là vũ trụ duy nhất cho đến nay không phải nộp phí bảo kê, hơn nữa, cũng là vũ trụ duy nhất cho đến nay dám công khai đối đầu với chân vũ trụ. Nói rồi, y nhìn Diệp Quân, chân thành nói, đại ca, phải công nhận rằng vũ trụ quan huyên của các huynh có bản lĩnh. Huynh không biết đấy, rất nhiều năm về trước, khi vũ trụ quan huyên của huynh xảy ra đại chiến với chân vũ trụ, thư viện quan huyên chỉ cần lên tiếng hiệu triệu thì tất cả cường giả ở vũ trụ quan huyên đều không chần chừ, chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ đều lập tức quay về vũ trụ quan huyên liều chết chiến đấu. Người ở chỗ các huynh thật sự rất đoàn kết. Diệp Quân trầm mặc, hai tay chậm chậm siết lại. Tư Thông Thiên lại nói, trước đây đệ nghe nói vũ trụ quan huyên xuất hiện một vị thiên tài trẻ tuổi, tên là Diệp Quân, là con trai của kiếm chủ nhân gian, đại ca đã nghe qua chưa? Diệp Quân cười nói, có nghe. Tư Thông Thiên hơi tò mò, người này thế nào ạ? Diệp Quân nghiêm túc, xưa nay chưa từng có, tương lai cũng sẽ không có ai giống hắn, thiên phú thì. Cực kỳ nghịch thiên. Tiểu tháp. Tư Thông Thiên khẽ nói. Không hổ danh là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian, vũ trụ quan huyên đã có người kế thừa, xem ra vũ trụ quan huyên sẽ lại có một trận ác chiến nữa với chân vũ trụ rồi. Ác chiến? Diệp Quân gật đầu, đang định lên tiếng thì Tư Thông Thiên bỗng nói, tới rồi đại ca. Diệp Quân thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn phía trước, cách chỗ hắn không xa là tiên bảo các. Diệp Quân bỗng hỏi, chư thiên vạn giới đều có tiên bảo các à? Tư Thông Thiên cười nói, vâng. Chư thiên vạn giới đều có tiên bảo các, nhắc đến vũ trụ quan huyên thì không thể không nhắc đến vị tần các chủ kia được. Vị tần các chủ này cũng rất lợi hại, tiên bảo các của bà ấy không những có mặt ở khắp chư thiên vạn giới mà còn là thương hội lớn nhất ở chư thiên vạn giới nữa. Diệp Quân khẽ cười, hắn cũng hơi bất ngờ vì tiên bảo các nhà mình lại trải rộng khắp chư thiên vạn giới, mới đầu hắn nghĩ chỉ có ở vũ trụ quan huyên thôi. Xem ra mình đánh giá quá thấp gia sản của nhà mình rồi. Lúc này, Tư Thông Thiên bỗng cười nói, đại ca, lát nữa huynh đừng nói chuyện, ở đây đệ cũng có chút máu mặt, chút nữa để đệ nói chuyện với vị lý quản sự kia, chắc chắn bà ấy sẽ giảm giá cho chúng ta. Diệp Quân đang định nói gì đó thì một người phụ nữ xinh đẹp bước ra đón. Nhìn thấy người phụ nữ này, Tư Thông Thiên vội ôm quyền, lý quản sự, sao bà lại đích thân ra đón thế này? Người phụ nữ xinh đẹp không để ý tới Tư Thông Thiên mà đi thẳng tới trước mặt Diệp Quân, sau đó khom sâu người hành lễ, dùng huyền khí truyền âm, thuộc hạ Lý Phi, bái kiến thiếu các chủ. Thấy thế, Tư Thông Thiên chợt ngẩn ngơ. Diệp Quân nhìn Lý Phi, bà biết ta à? Lý Phi vội gật đầu, tiểu chủ mẫu đã gửi tranh vẽ thiếu các chủ cho chư thiên vạn giới rồi ạ. Tiểu ca. Diệp Quân khẽ cười, phải công nhận rằng tiểu ca làm việc rất cẩn thận. Nếu mình tới đây rồi lại bị đối phó thì đúng là cẩu huyết quá. Diệp Quân thôi không suy nghĩ nữa, hắn nói, bọn ta muốn tới thành chư thiên vạn giới, bà sắp xếp đi. Lý Phi lại khom người thật sâu hành lễ, dùng huyền khí truyền âm, thiếu các chủ đợi một lát, một khắc sẽ xong ngay. Nói rồi bà ấy lui xuống. Tư Thông Thiên nhìn Diệp Quân, vẻ mặt tràn ngập sự kinh ngạc, đại ca, huynh. Diệp Quân cười nói, ta là hội viên chí tôn của Tiên Bảo Các. Tư Thông Thiên, hội viên chí tôn ạ. Diệp Quân gật đầu, ừ.
Tư Thông Thiên trầm giọng nói, đại ca, có phải nhà huynh rất giàu không? Diệp Quân cười nói, hơi hơi. Tư Thông Thiên lắc đầu cười, đang định nói gì đó thì một người đàn ông trung niên bỗng đi từ bên cạnh tới. Thấy người đàn ông trung niên này, mặt Tư Thông Thiên bỗng đổi sắc, ôi má, cha, sao cha lại đến đây? Diệp Quân. Người đàn ông trung niên bước nhanh tới trước mặt Tư Thông Thiên, ông ấy tức giận nhìn Tư Thông Thiên, con lại chạy lung tung tới đâu vậy hả? Tư Thông Thiên vội trả lời, con đi gặp tiên tổ. Người đàn ông trung niên giận dữ quát, con lại chạy tới làm phiền tiên tổ, con rảnh quá phải không? Tiên tổ đã mất nhiều năm vậy rồi mà con còn không để cho người yên nghỉ, cái thằng nghịch tử này. Nói rồi ông ấy định ra tay đánh Tư Thông Thiên. Tư Thông Thiên tái mặt, vội trốn ra sau lưng Diệp Quân. Thấy thế, người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, đây là ai? Tư Thông Thiên đáp, là đại ca của con mới nhận đấy. Nghịch tử. Người đàn ông trung niên tức tím mặt, con lại đi kết bạn tào lao nữa rồi, ta đánh chết con. Tư Thông Thiên run run, cha chỉ có mỗi mình con là con trai, cha đánh chết con thì sẽ tuyệt hậu đấy. Diệp Quân. Nghe lời Tư Thông Thiên nói, người đàn ông trung niên suýt thì tức chết, lúc ông ấy vừa định ra tay thì một luồng khí lạnh ập tới sau lưng ông ấy. Người đàn ông trung niên cả kinh, quay đầu nhìn thì thấy có 10 người mặc áo bào đen đứng cách đó không xa. Cường giả Tiên Bảo Các. Người đàn ông trung niên hoảng hồn, Tiên Bảo Các này làm gì vậy? Lúc này, Lý Phi đi tới, bà ấy nhìn người đàn ông trung niên, Tư gia chủ, đánh con thì đánh con, đừng động tới người khác. Tư gia chủ nhìn Lý Phi rồi quay đầu nhìn Diệp Quân. Chẳng mấy chốc, sắc mặt của Tư gia chủ đã nặng nề hẳn, vừa nãy bị thằng con hư hỏng chọc tức quá, không để ý tới chàng trai này. Bây giờ sau khi bình tĩnh lại, ông ấy phát hiện chàng trai này không phải là người đơn giản đâu. Diệp Quân mỉm cười sau đó nhìn Tư Thông Thiên, Thông Thiên, cảm ơn đã dẫn đường, bây giờ ta sắp tới thành Chư Thiên Vạn Giới, chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé. Tư Thông Thiên do dự rồi gật đầu, lúc này, Tư gia chủ bỗng nói, đại ca con định tới thành Chư Thiên Vạn Giới, con không đích thân tiễn đi à? Tư Thông Thiên sững sờ. Tư gia chủ khẽ cười. Dịu giọng nói, chắc là đại ca của con mới tới thành Chư Thiên Vạn Giới lần đầu, nhất định sẽ xa lạ với nhiều nơi, con đi tiễn cậu ấy đi, đi đi. Tư Thông Thiên chần chừ rồi nói, cha, sao cha đột nhiên lại dịu dàng thế? Đầu cha không bị gì chứ? Hay là chúng ta đi kiểm tra thử? Diệp Quân. Nghe Tư Thông Thiên nói vậy, Tư gia chủ tức muốn bốc hỏa, bước lên tát cho y một cái. Bốp! Tư Thông Thiên bay ra mấy trượng. Rõ ràng là ông ấy đã nhẹ tay lắm rồi. Thấy thế, Diệp Quân lắc đầu cười, Tư Thông Thiên này đúng là gợi đòn, dám ăn nói với cha y như vậy. Nếu mình nói cha như vậy, không biết có bị đánh không nữa. Với tình hình bây giờ thì chắc là mình không đánh lại cha mình đâu. Đợi lúc đánh hơn ông ấy, ăn nói tùy tiện chút cũng được. Tuy bị đánh nhưng Tư Thông Thiên lại nhếch miệng cười, đây mới là cha mình chứ. Tư Thông Thiên phủi mông rồi đi tới bên cạnh Diệp Quân, cười nói, đại ca, để tiễn huynh một đoạn nhé. Diệp Quân do dự rồi đáp, vậy cũng được. Hắn không quen thuộc với thành Chư Thiên Vạn Giới này, có Tư Thông Thiên dẫn đường cũng đỡ bớt được nhiều việc. Diệp Quân nhìn Lý Phi, Lý quản sự, phiền bà dẫn đường. Nghe vậy, Lý Phi hơi bất ngờ, lập tức nói, thiếu. Mời. Thiếu. Tư gia chủ đứng bên nheo mắt lại như nghĩ ra điều gì. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó đi về một bên. Tư Thông Thiên vội theo sau. Tư gia chủ đứng đó trầm lặng, một lúc sau lẩm bẩm, lẽ nào là hậu nhân của vị kiếm chủ nhân gian kia? Chuyện của vũ trụ quan huyên đã truyền khắp Chư Thiên Vạn Giới. Dù sao thì đó cũng là chuyện lớn, hơn nữa, chân vũ trụ còn treo thưởng 100 triệu linh nguyên để truy nã Diệp Quân. Hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Sau một thoáng im lặng, khóe miệng của Tư gia chủ khẽ nhếch lên, cuối cùng thằng con trai không nên thân của ông ấy đã kết bạn được với một nhân vật lớn rồi. Đúng là mèo mù vớ cá rán, tiên tổ hiển linh rồi. Tiên tổ. Lúc này, Tư gia chủ không nghĩ thêm nhiều, chỉ cảm thấy cực kỳ vui mừng, vì trực giác mách bảo ông ấy rằng mình đã đoán đúng. Ông ấy không ngờ thằng con trai không nên thân của mình lại quen biết được với một đại ca tầm cỡ thế này. Nhà họ Tư ở nguyên giới rất mạnh,
nhưng đứng trước vũ trụ quan huyên thì chẳng là gì. Nếu thằng con này của mình thật sự trở thành huynh đệ với con trai của kiếm chủ nhân gian. Nghĩ đến đây, Tư gia chủ càng phấn khởi. Phía xa, sau khi trận pháp dịch chuyển khởi động, đám người Lý Phi cung kính hành lễ với Diệp Quân, sau đó đứng nhìn Diệp Quân và Tư Thông Thiên biến mất trong trận pháp. Sau khi Diệp Quân rời đi, Lý Phi mỉm cười, thiếu chủ này thật là đẹp trai. Mọi người, trong thông đạo dịch chuyển, Tư Thông Thiên nhìn Diệp Quân, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Diệp Quân cười hỏi, sao thế? Tư Thông Thiên khẽ nói, đại ca, chắc lai lịch của huynh không đơn giản nhỉ. Diệp Quân hơi hiếu kỳ, sao lại nói vậy? Tư Thông Thiên cười nhẹ, cha đệ xưa nay đều chướng mắt với bạn bè của đệ, nhưng lần này thái độ của ông ấy thay đổi 360 độ. Đệ biết chắc chắn ông ấy đã nhìn ra được điều gì đó nên mới như thế. Diệp Quân chỉ cười mà không nói gì. Tư Thông Thiên lại hỏi, đại ca, đệ tiếp cận huynh có mục đích, huynh không thấy phản cảm chứ? Diệp Quân cười nói, mục đích gì? Tư Thông Thiên do dự rồi mới trả lời, tóm lại đệ thấy huynh rất đỉnh, muốn theo huynh xông pha, kiểu vậy đó. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, đệ cũng có thể cố gắng tu luyện mà. Tư Thông Thiên lắc đầu, thiên phú thật sự rất quan trọng, thiên phú của đệ quá kém, cố gắng đến mấy cũng có giới hạn. Huynh xem, đến lão tổ của đệ cũng chê thiên phú của đệ kém nữa. Đương nhiên, đệ vẫn phải cố gắng, nhưng đệ muốn đổi một hướng đi mới. Nói rồi, y nhìn Diệp Quân, thật ra đệ biết, lúc mới đầu đại ca muốn giết đệ, vì đệ đã cảm nhận được sát ý từ huynh rồi. Nhưng huynh lại dừng tay, vì sao vậy? Diệp Quân cười nói, đệ chỉ hơi kiêu ngạo hống hách, không quá xấu xa, thế nên ta không muốn làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Tư Thông Thiên nhếch miệng cười, đa tạ. Y biết, nếu không nhờ Diệp Quân nương tay lần đó, thì chắc là y đã chết rồi. Bản thân y cũng có lai lịch không đơn giản nên y biết những đệ tử của những thế lực lớn kia ngang ngược tùy hứng đến nhường nào, tính mạng của người bình thường không đáng một xu trong mắt bọn họ. Diệp Quân bỗng nói, đừng nghĩ nhiều nữa. Tư Thông Thiên gật đầu, được. Diệp Quân nhìn đường hầm thời không phía xa, bây giờ hắn hơi mong chờ tới thành chư thiên vạn giới. Bảng chư thiên. Bây giờ hắn đang rất khao khát được chiến đấu một trận đã đời. Thời gian này, không chỉ cảnh giới của hắn được nâng cao mà cảnh giới kiếm đạo của hắn cũng đã có một bước tiến vượt bậc, tuy chưa nhập phàm nhưng có thể nói bây giờ hắn đã tiệm cận vô hạn với phàm cảnh rồi, thực lực của hắn tăng rất nhiều so với trước đây. Thứ hắn cần nhất bây giờ là một trận chiến kịch liệt. Diệp Quân chậm chậm nhắm mắt lại, mong rằng các thiên tài trên bảng chư thiên đừng quá yếu. Nghe lời Diệp Quân nói, vẻ mặt Tư Thông Thiên cứng đờ, sao đang yên đang lành đại ca lại ra vẻ thế này. Diệp Quân ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu vận chuyển tâm pháp vũ trụ, rất nhanh, vô số linh khí đã ào ào chảy về phía hắn. Nghiên cứu cảnh giới đại kiếp. Khuyết điểm lớn nhất của hắn hiện nay chính là cảnh giới. Cảnh giới quá thấp. Nếu đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực thì có lẽ hắn sẽ giết được cường giả chân cảnh dễ như trở bàn tay. Trước đây hắn đã tìm hiểu, cường giả chân cảnh sẽ tương đương với thần tướng ở chân vũ trụ. Ở chân vũ trụ, muốn trở thành thần tướng thì ít nhất phải đạt đến chân cảnh, thần quân thì tương đương với cảnh giới nhân tiên ở vũ trụ quan huyên. Trước đây hắn có thể đối đầu với thần quân là nhờ Ngao Thiên Thiên và kiếm hành đạo. Nghĩ đến đây, Diệp Quân bỗng lấy kiếm hành đạo ra, nhìn thanh kiếm trong tay, Diệp Quân rơi vào trầm tư. Hắn bây giờ không còn là mầm non mới nhú nữa rồi, hắn biết mình đã đánh giá quá thấp thực lực của cô váy trắng. Phải nghĩ cách lừa cô váy trắng xuất hiện mới được. Hắn muốn xem thử thực lực thật sự của cô váy trắng. Chuyện này không nhờ tháp ra được. Vì hắn phát hiện, tháp gia vẫn luôn không muốn hắn gọi cô váy trắng ra, không chỉ tháp gia mà đến cha mình với các trưởng bối cũng không muốn hắn gọi cô váy trắng. Có điều gì ở đây rồi? Người cả nhà đều đang giấu hắn. Đúng là xấu xa quá đi mất. Một lát sau, Diệp Quân thu hồi mạch suy nghĩ, chuyên tâm tu luyện. Vì bây giờ hắn đang tu luyện vũ trụ quan huyền pháp nên hắn hấp thu huyền khí cực nhanh. Dễ dàng hấp thu sạch linh khí của cả một mảng trời đất để dùng. Hơn nữa, chất lượng linh khí hấp thu vào cực kỳ cao, vì vũ trụ quan huyên pháp sẽ tự động chắt lọc, đưa linh khí thuần khiết nhất vào trong cơ thể để hắn hấp thụ. Dần dần,
khí tức của Diệp Quân trở nên mạnh mẽ hơn. Ba ngày sau, Tư Thông Thiên bỗng nói, đại ca, tới rồi. Diệp Quân đang ngồi xếp bằng nghe vậy thì chậm rãi mở mắt ra, hắn vừa đứng dậy thì một luồng khí tức mạnh mẽ đã tỏa từ trong người hắn ra. Tư Thông Thiên chấn động, thế này là chuẩn bị đột phá à? Lúc này, Diệp Quân khẽ úp tay phải, đè nén luồng khí tức ấy xuống. Tư Thông Thiên khó hiểu, đại ca, huynh làm gì thế? Diệp Quân cười nói, cứ từ từ đã. Tư Thông Thiên không hiểu, đang định hỏi thêm thì hai người bỗng xuyên qua một màn sáng, tới trong một trận pháp dịch chuyển. Tự truy nã mình. Vừa xuất hiện trong trận pháp dịch chuyển, Diệp Quân đã sững người, vì trước mặt hắn và Tư Thông Thiên là mấy chục người trẻ tuổi. Chàng trai dẫn đầu mặc một bộ trường bào, tay phải cầm một thanh đao, chân mang giày cỏ, đang nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân nhìn những người kia, ôm quyền hỏi, các vị là ai? Chàng trai cầm đao nhìn chằm chằm Diệp Quân, người chính là Diệp Quân của Vũ Trụ Quan Huyên à? Diệp Quân! Nghe chàng trai kia nói thế, đồng tử Tư Thông Thiên bỗng rút lại, lòng thầm kinh hãi. Y biết Diệp Quân chứ, Diệp Quân là thiếu chủ của Vũ Trụ Quan Huyên mà. Nhưng y không ngờ, vị đại ca mình mới nhận này lại là thiếu chủ của Vũ Trụ Quan Huyên. Đỉnh cao! Tuy tiên tổ của mình không giỏi đánh nhau, bị đánh chết, còn bị người ta dùng roi đánh xác nữa, nhưng mắt nhìn người chuẩn phết. Tiên tổ! Diệp Quân bình tĩnh trả lời câu hỏi của chàng trai kia, đúng vậy. Chàng trai cầm đao chậm rãi đi về phía Diệp Quân, hưng phấn nói, đầu của ngươi đáng giá 100 triệu linh nguyên. Dứt lời, một luồng đao thế mạnh mẽ bao trùm lấy Diệp Quân. Diệp Quân nhìn chàng trai kia, ngươi muốn lấy à? Chàng trai kia nhìn chằm chằm Diệp Quân, đúng vậy. Vù! Một tia kiếm quang vút qua. Đồng tử chàng trai cầm đao thít lại. Muốn rút đao nhưng một thanh kiếm đã đâm xuyên qua ấn đường gã. Vù! Thanh kiếm xuyên qua ấn đường chàng trai cầm đao, một tia máu bắn ra, nhưng kiếm vẫn chưa dừng lại, chớp mắt đã có mấy chục cái đầu đẫm máu văng ra rồi đồng loạt rơi xuống đất. Máu nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Diệp Quân bước tới trước mặt chàng trai cầm đao vẫn chưa chết hẳn, hắn nhìn gã, yếu quá, chẳng có gì vui. Chàng trai cầm đao còn định nói gì đó nhưng Diệp Quân đã vung tay. Vù! Đầu của chàng trai cầm đao đã bay vút ra ngoài. Diệp Quân quay đầu nhìn Tư Thông Thiên, Thông Thiên, dọn dẹp chiến trường. Nói xong, hắn đi về phía xa. Tư Thông Thiên đứng ngơ ra một lát rồi nói, vâng. Nói rồi y thu hết nhẫn không gian của đám người kia lại, nhìn nhẫn không gian trong tay, Tư Thông Thiên nhoẻn miệng cười, đúng là việc nhẹ lương cao. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng xuất hiện ở trên trời. Một người đàn ông trung niên bước ra. Sau khi ông ta bước ra đã nhìn Diệp Quân với ánh mắt lạnh lùng, Diệp Quân, người dám giết đệ tử nam tộc ta, người khinh thường nam tộc ta đúng không? Diệp Quân nhìn thẳng người đàn ông trung niên, đúng vậy. Người đàn ông trung niên á khẩu, ngay lúc này, Diệp Quân bỗng bay lên trời. Một đạo kiếm quang lóe lên. Giây phút này, hắn đã nâng tốc độ của mình lên đến cực điểm. Trên trời. Đồng tử người đàn ông trung niên kia rút lại, muốn ra tay nhưng một đạo kiếm quang đã đâm xuyên trán ông ta. Vù! Máu tươi bắn ra từ phía sau đầu của người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đứng chôn chân tại chỗ, ông ta muốn nói gì đó nhưng Diệp Quân đã vung tay lên. Phụt! Đầu của người đàn ông trung niên văng ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Mọi người đứng xung quanh sửng sốt. Ánh mắt Diệp Quân lạnh như băng, quản sự tiên bảo các nơi này đâu. Có thuộc hạ. Dứt lời, một người đàn ông trung niên bỗng đi tới gần Diệp Quân, ông ta cung kính hành lễ với hắn, thuộc hạ Cố Minh bái kiến thiếu chủ. Diệp Quân bình tĩnh hỏi, nam tộc ở đâu? Cố Minh hơi nheo mắt lại, lập tức đáp, ở 100 dặm về phía nam. Diệp Quân nói, dẫn người của ông theo ta diệt nam tộc. Nói xong hắn quay người ngự kiếm bay lên. Biến mất trên bầu trời. Cố Minh hơi đưa người ra rồi tức giận quát, người đâu? Diệt nam tộc. Ra lệnh xong, ông ta đuổi theo Diệp Quân. Vô số cường giả tiên bảo các cũng đuổi theo sau. Mọi người hoảng hốt. Diệt nam tộc sao? Chẳng bao lâu sau, Diệp Quân đã bay tới trên nam tộc. Lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân,
Diệp thiếu chủ, đây là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm cái đầu ông. Diệp Quân lao tới, thời không nổ đùng đoàng, một đạo kiếm quang phóng tới trước mặt ông lão kia. Đồng tử ông ta rút lại, tay phải siết chặt thành quyền rồi tung ra một cú đấm. Nhưng thanh kiếm trong tay Diệp Quân bây giờ đã biến thành kiếm hành đạo. Bù! Lúc nắm đấm của ông lão kia tiếp xúc với kiếm hành đạo thì đồng tử của ông ta lại co lại thêm, lòng hết sức kinh hãi, định rút tay lại nhưng đã muộn. Bù! Kiếm hành đạo xuyên qua cổ họng ông lão. Cả người ông ta cứng đờ. Lúc này, các cường giả của Tiên Bảo Các đã kéo đến phía trên không nam tộc. Bấy giờ, cường giả của nam tộc cũng bay lên trời. Diệp Quân cầm kiếm giết xuống dưới. Bù! Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong nam tộc. Cố Minh kia cũng vội vã dẫn người giết xuống dưới. Diệp Quân cầm kiếm hành đạo, không một ai cản được bước hắn. Chẳng mấy chốc, mấy trăm cường giả của nam tộc đã chết thảm. Dừng tay! Một tiếng giống giận đột ngột vang lên. Nháy mắt, một ông lão tóc bạc phơ đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân dừng lại, nhìn ông lão tóc bạc kia. Lúc này, Cố Minh vội tới bên cạnh Diệp Quân nói, thiếu chủ, đây là người của phủ thành chủ. Diệp Quân nhìn ông lão tóc bạc, lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, Diệp thiếu chủ, nơi đây không phải là vũ trụ quan huyên, đây là thành chư thiên vạn giới. Diệp Quân lau vết máu trên kiếm hành đạo, hỏi thì sao? Ông lão tóc bạc nheo mắt, trong thành cấm giết người. Diệp Quân cười hỏi lại, thế người của nam tộc tới giết ta thì phải giải thích thế nào? Ông lão tóc bạc nhíu mày. Nụ cười bỗng biến mất trên mặt Diệp Quân, tiếp tục giết. Nghe lệnh của Diệp Quân, đám Cô Minh lập tức chém giết. Ông lão tóc bạc nhìn chằm chằm Diệp Quân, hai tay siết chặt, Diệp Quân nhìn lão, ông dám ra tay thì ta sẽ chôn luôn ông. Lão ta chỉ trơ mắt nhìn Diệp Quân. Một lát sau, dường như các cường giả đỉnh cấp của nam tộc đã bị đồ sát sạch sành xanh. Ông lão tóc bạc kia không dám ra tay. Diệp Quân bỗng gọi, Cố quản sự. Cố Minh tới bên cạnh Diệp Quân, hắn bình tĩnh nói, chẳng phải chân vũ trụ dùng 100 triệu linh nguyên để truy nã ta à? Ta thấy ít quá, ông phát lệnh treo thưởng cho chư thiên vạn giới, ai giết được Diệp Quân ta, Tiên Bảo Các sẽ thưởng thêm cho hắn 1 tỷ linh nguyên. Những người có mặt ở đó đều ngây ra như phỗng. Tự truy nã mình à? Thêm 1 tỷ linh nguyên. Cố Minh khó tin nhìn Diệp Quân. Run run hỏi lại, thiếu chủ, chuyện này. Diệp Quân vô cảm, cứ làm theo lệnh. Cố Minh do dự rồi nghiến răng, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, ông ta lui xuống. Ông lão tóc bạc đứng trước mặt Diệp Quân cũng đang chấn động. Tự truy nã mình sao? Con trai của kiếm chủ nhân gian bị điên rồi à? 1 tỷ linh nguyên đấy. Đây là một khoản tiền khổng lồ, đừng nói là chư thiên vạn giới. Dù có là chân vũ trụ cũng hiếm có nhà nào có thể bỏ ra được 1 tỷ linh nguyên trong một lần. Hắn chê mình sống quá lâu à? Diệp Quân cất kiếm hành đạo đi, sau đó nhìn ông lão tóc bạc, các hạ, ta không có ý chống lại phủ thành chủ, ta là một người biết lý lẽ mà. Nam tộc này phái người tới giết ta trước nên đương nhiên ta phải diệt bọn họ, hành động diệt tộc lần này chỉ đối phó với nam tộc, không đối phó với bất kỳ thế lực thứ ba nào khác. Nói xong. Hắn quay người đi về phía xa. Ông lão tóc bạc trầm mặc. Diệp Quân ở phía xa, vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu Tháp chợt hỏi, sao hôm nay nóng tính vậy? Trong ấn tượng của nó, phong cách làm việc của thằng nhóc này là thích để lại đường lui, không thích làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Nhưng lần này, cách cư xử của hắn quá khác thường. Diệp Quân khẽ nói, ta sai rồi. Tiểu Tháp không hiểu, sai gì? Diệp Quân khẽ nói, ta đối xử lương thiện với người khác nhưng thực tế là chẳng ai lương thiện với ta. Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn trời, hung dữ nói, chẳng phải chân vũ trụ truy nã ta à? 100 triệu linh nguyên sao mà đủ, ta cho thêm bọn chúng 1 tỷ linh nguyên nữa, mong bọn chúng mau tới giết ta. Tiểu Tháp im lặng, qua thời gian ở bên cạnh Diệp Quân, nó phát hiện thằng nhóc này ngày thường rất hiền lành, thích kết bạn, làm việc gì cũng chừa đường lui. Nhưng sự tàn độc trong cốt cách của thằng nhóc này không hề thua kém cha và ông nội hắn. Thậm chí có khi còn điên hơn. Giọng nói bí ẩn bỗng nói, thật ra thằng nhóc này vẫn còn một mục đích khác, chính là thu hút người, không muốn bạn bè mình ở chiến trường hư chân phải chiến đấu quá khổ cực. Tiểu Tháp, ta biết,
nhưng hắn làm vậy thì tình cảnh của hắn. Giọng nói bí ẩn, hắn làm vậy mới là sự lựa chọn thông minh nhất. Tiểu tháp không hiểu, là sao? Giọng nói bí ẩn, hắn làm vậy, có thể diệt bớt 9 phần rắc rối, người nghĩ mà xem, hắn lấy 1 tỷ ra để truy nã chính mình thì sẽ có bao nhiêu thế lực vội vã tới đây? Tiểu tháp im lặng. Giọng nói bí ẩn lại nói, đương nhiên những thế lực đuổi tới chắc chắn đều không phải hạng tầm thường. Tiểu tháp trầm mặc một lát rồi nói, ta hiểu rồi. Thằng nhóc này chỉ muốn đánh với những thế lực cao cấp. Được tiên bảo các tuyên truyền, chuyện Diệp Quân dùng 1 tỷ linh nguyên để truy nã chính mình đã truyền đi khắp chư thiên vạn giới. 1 tỷ. Lúc nhận được tin này, cả chư thiên vạn giới đều chấn động. Tự truy nã mình sao? Diệp Quân này bị điên rồi à? Quan trọng nhất là tiên bảo các còn truyền thông tin này ra ngoài bằng hình thức lệnh treo thưởng. Cũng có nghĩa là nếu thật sự giết được Diệp Quân thì chắc chắn sẽ có được 1 tỷ linh nguyên. 1 tỷ. Điều này khiến vô số thế lực trở nên điên cuồng. Có được khoản tiền khổng lồ này thì họ sẽ bồi dưỡng ra được bao nhiêu cường giả đỉnh cấp. Phải biết rằng, khi đạt đến một trình độ nhất định thì thiên tinh, thần tinh bình thường không còn tác dụng nữa, chỉ có linh nguyên mới có thể giúp những cường giả đỉnh cấp kia tiếp tục nâng cao thực lực. Ngoài chân vũ trụ, những thế giới khác có quá ít linh nguyên. Đặc biệt là chư thiên vạn giới còn phải cống nạp cho chân vũ trụ, vì đâu phải ai cũng dám khiêu chiến chân vũ trụ giống vũ trụ quan huyên được. Thế nên, linh nguyên lại càng hiếm hoi. Nhưng tiên bảo các thì lại không thiếu. Nếu những thực lực khác nói họ bỏ ra 1 tỷ linh nguyên, chắc chắn mọi người sẽ không tin, nhưng tiên bảo các thì có thể. Ngoài chân vũ trụ, tiên bảo các giàu nhất chư thiên vạn giới. Vì tiên bảo các là thương hội lớn nhất chư thiên vạn giới và không phải nộp phí bảo kê cho chân vũ trụ. 1 tỷ linh nguyên, cộng thêm số tiền thưởng của chân vũ trụ nữa là 1 tỷ 100 triệu linh nguyên. Con số này quá cám dỗ. Rất nhiều thế lực đã dục dịch. Đương nhiên, còn nhiều thế lực rất tỉnh táo. Mẹ kiếp, đó là vũ trụ quan huyên đấy, hơn nữa còn là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Số tiền này dễ lấy vậy à? Kiếm chủ nhân gian không có ở vũ trụ quan huyên nhưng ông ấy chưa hề chết. Người giết con trai ông ấy để yên chắc. Đương nhiên, quá nhiều người thấy tiền mở mắt. Thêm nữa, bọn họ biết kiếm chủ nhân gian đang khiêu chiến chân thần, lúc này chắc chắn kiếm chủ nhân gian không rảnh để lo cho con trai. Tiên bảo các. Sau khi Diệp Quân trở về tiên bảo các, Tư Thông Thiên lập tức bước tới, y xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Đại ca, thu hoạch được kha khá, hơn 1000 vạn thần tinh. Thần tinh. Thần tinh là tinh thạch chỉ đứng sau linh nguyên, một thần tinh bằng 100 tiên tinh. Diệp Quân cất nhẫn không gian đi, sau đó nhìn Cố Minh, đánh bảng chư thiên thế nào. Bây giờ hắn muốn nâng cao bản thân. Hắn chắc chắn sẽ có người tới giết hắn, nếu các thế lực của chư thiên vạn giới còn có điều kiêng dè thì chân vũ trụ chắc chắn sẽ không kiêng nể gì. Nhất định chân vũ trụ sẽ dốc toàn lực tới giết hắn. Nhiệm vụ cấp bách là phải nâng cao thực lực của mình. Đặt một mục tiêu nhỏ trước, vô địch thế hệ trẻ toàn vũ trụ. Cố Minh vội nói, đánh bảng chư thiên rất dễ, cứ tới lôi đài tinh hà là được. Diệp Quân nhíu mày, lôi đài tinh hà à? Cố Minh gật đầu, vâng ạ, nằm ngay trong tinh không trên thành chư thiên vạn giới, nhưng thiên tài khiêu chiến bảng chư thiên buộc phải thông qua một bài kiểm tra. Diệp Quân hỏi, kiểm tra gì? Cố Minh, qua cầu Tinh Hà. Cầu Tinh Hà này là một con đường thử thách, chỉ khi đi qua được con đường này mới được đấu bảng. Làm vậy là để chắt lọc, nếu ai ai cũng có thể tới đấu bảng thì những thiên tài yêu nghiệt trên bảng đó sẽ mệt chết mất. Diệp Quân gật đầu, lập tức nói, đi, tới cầu Tinh Hà. Cố Minh nói, thiếu chủ, đi theo thuộc hạ. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn và Tư Thông Thiên theo Cố Minh tới một mảnh tinh không. Xa xa có một chiếc cầu nối đến cuối tinh hà. Cố Minh trầm giọng nói, thiếu chủ, qua cây cầu này sẽ có thể đấu bảng. Diệp Quân gật đầu, hắn đi về phía cây cầu kia. Vừa bước lên cầu tinh hà, thời không trước mặt Diệp Quân bỗng xảy ra biến hóa kịch liệt, một giây sau, phía cuối tinh hà chợt xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ váy trắng. Nhìn thấy người phụ nữ váy trắng, Diệp Quân sững sờ. Cô váy trắng sao? Mà sau lưng người phụ nữ váy trắng, hàng trăm triệu vạn đại đạo đang sụp đổ.
đây chính là cảnh tượng lần đầu tiên hắn gặp cô váy trắng. Diệp Quân nhíu mày, chuyện gì thế này? Không hay rồi. Đúng lúc này, bên trong tháp nhỏ, giọng nói bí ẩn bỗng lên tiếng, có kẻ muốn phá hoại đạo tâm của hắn. Tiểu tháp trầm giọng nói, ý ngươi là gì? Giọng nói bí ẩn, đây là một loại huyễn thuật. Khi hắn bước vào nơi này đã có người dùng thần thông vô thượng để thâm nhập sâu vào thâm tâm hắn, biết được nỗi hoảng sợ thầm kín của hắn. Không ngờ, nỗi hoảng sợ của thằng nhóc này lại là cảnh tượng lúc gặp cô váy trắng của hắn. Đáng chết, thằng nhóc này quá thông minh, hắn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu đó, sau này kiến thức của hắn ngày được mở rộng, nên hắn đang không ngừng dò đoán thực lực của cô váy trắng, mà kết quả của việc dò đoán là càng đoán càng thấy thực lực của cô váy trắng sâu không lường được. Giọng nói bí ẩn còn chưa nói hết thì, người phụ nữ váy trắng kia bỗng quay người nhìn Diệp Quân, sau đó đâm một kiếm về phía hắn. Nhát kiếm này đâm tới, chư thiên vạn đạo đều sụp đổ. Thấy cảnh này, Diệp Quân nheo mắt lại. Ảo cảnh. Không đúng. Đây là hiện thực. Có kẻ muốn phá đạo tâm của mình. Trong lòng Diệp Quân hiểu rõ nhưng đôi mắt thì ngày càng mơ hồ. Người phụ nữ váy trắng, nhìn chằm chằm Diệp Quân. Ánh mắt lạnh lùng, càng lúc càng bà ta tới gần Diệp Quân, lúc bà ta tới trước mặt hắn thì sự mơ hồ trong mắt Diệp Quân lập tức biến mất, một giây sau, hắn đâm một nhát kiếm ra. Lần này, hắn dùng kiếm hành đạo. Rõ ràng, hắn cũng đã phát hiện ra điểm bất thường. Mà lúc Diệp Quân xuất kiếm, người phụ nữ váy trắng kia ngơ ra, đối diện với nhát kiếm của Diệp Quân, bà ta không đối đầu trực diện mà lại nhoáng người lùi về phía sau. Tốc độ của bà ta cực nhanh, nháy mắt đã lui ra sau nghìn trượng. Người phụ nữ váy trắng, nhìn Diệp Quân chòng chọc, hơi khó tin, bà ta không phải là nỗi sợ hãi trong lòng ngươi. Diệp Quân nhìn, người phụ nữ váy trắng, sau đó nói, ngươi là sư phụ của ta, sao lại là nỗi sợ hãi trong lòng ta được. Người phụ nữ váy trắng, nhìn Diệp Quân một lúc thật lâu, không tiếp tục ra tay mà lùi lại, lúc này cảnh tượng bỗng trở nên hư ảo. Diệp Quân trở về trên cầu Tinh Hà. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn quanh, khẽ cau mày lại. Hắn biết có người muốn tới giết hắn nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Diệp Quân trầm mặc một lúc rồi cất bước đi. Trên tinh không, một người phụ nữ đang đứng nhìn Diệp Quân chăm chú, người phụ nữ mặc một bộ váy dài đỏ như lửa, đẹp tuyệt trần. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân với ánh mắt lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, người phụ nữ cười lạnh. Không ngờ truyền thừa kiếm đạo của hắn không phải là của kiếm chủ nhân gian mà là của một người phụ nữ váy trắng, thú vị đấy. Người phụ nữ nói xong, định quay người rời đi. Đúng lúc này, thời không trước mặt bà ta bỗng nứt ra, một đạo kiếm khí phá không gian bay tới, sau đó kể ngay trước trán bà ta. Đồng tử bà ta rút lại, lòng thầm kinh hãi, đang định nói gì đó thì một giọng nữ lạnh lùng vang lên trong đầu bà ta, đóng giả ta, vui lắm không? Người phụ nữ hoảng hốt, các hạ là ai? Vù! Thời không trước mặt người phụ nữ nứt ra, ở cuối tinh hà, bà ta nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ như máu. Vũ trụ tinh vực nơi người phụ nữ mặc váy đỏ máu kia đang đứng như đang xảy ra chuyện gì đó kinh thiên động địa, mọi thứ đều vụn vỡ tan biến. Lúc này, người phụ nữ mặc váy đỏ như máu đang nhìn bà ta với ánh mắt không chút cảm xúc nào. Vũ trụ ở cách cả trăm triệu vạn tinh hà. Sư phụ của Diệp Quân. Nhìn ánh mắt vô cảm của người phụ nữ mặc váy đỏ máu kia, lòng bà ta vô cùng sợ hãi, vội nói tại hạ là trưởng lão của Thiên Huyễn Tông ở Thiên Huyễn Giới, biến hình thành dáng vẻ của các hạ không có ý mạo phạm nào cả, mong các hạ thứ tội. Thiên Huyễn Giới. Thiên Huyễn Giới này đứng thứ tư trong vạn giới, Thiên Huyễn Tông lại là thế lực mạnh nhất của Thiên Huyễn Giới, cũng là một thế lực siêu cấp, rất có uy danh trong vạn giới. Thế nên bà ta tự giới thiệu tông môn là để đối phương kiêng dè bớt. Phía cuối tinh hà, người phụ nữ mặc váy đỏ máu bỗng phất tay áo, một đạo kiếm khí bay ra. Thiên Huyễn Giới. Hôm nay, một thanh kiếm bỗng rơi từ trên trời xuống. Nháy mắt, cả Thiên Huyễn Giới đã bị xóa sổ. Từ nay, vạn giới mất đi một thế giới. Thiên Huyễn Giới từ nay đã bị xóa sổ. Nhưng người ở thành chư thiên vạn giới lại không biết. Vì các thế giới cách nhau quá xa, để tin tức truyền tới nơi cũng phải tốn mấy ngày. Trong tinh không, Diệp Quân tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Diệp Quân suy tư. Ảo cảnh.
Vì sao đối phương lại hóa thành cô váy trắng? Lẽ nào là do tâm cảnh của mình? Nghĩ đến đây, Diệp Quân nhíu mày, trước đây hắn đã đọc kha khá sách cổ, biết được có một số huyễn thuật sư thích mê hoặc người khác, đặc biệt có sở trường là công kích vào điểm yếu của đối thủ. Đương nhiên hắn không cho rằng đạo tâm của mình là vô địch, con người ai cũng có khuyết điểm, chắc chắn mình cũng có khuyết điểm. Nhược điểm trong đạo tâm của mình là cô váy trắng sao? Diệp Quân trầm mặc. Rốt cuộc thực lực của cô váy trắng mạnh đến nhường nào? Hắn vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, vẫn luôn hỏi nhưng không có được đáp án. Hơn nữa, Tháp Gia luôn cố tình che giấu. Vì sao phải che giấu? Diệp Quân chậm chậm nhắm hai mắt lại, lẽ nào Tháp Gia sợ sau khi mình biết được thực lực thật sự của cô váy trắng, đạo tâm sẽ chịu tổn thương? Nghĩ đến đây, Diệp Quân chợt mở mắt ra, tay phải cầm chặt kiếm hành đạo. Tiểu Tháp bỗng hỏi, người đang nghĩ gì vậy? Bây giờ nó thật sự thấy hơi sợ Diệp Quân rồi. Thằng nhóc này quá thông minh, nó không nắm chắc được hắn. Nghe Tháp Gia hỏi, Diệp Quân cười nói, không có gì. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nhiệm vụ cấp bách của ngươi bây giờ là tu luyện cho tốt, đấu bảng giành hạng nhất, biết chưa? Diệp Quân mỉm cười, ta biết rồi. Trong tháp, Tiểu Tháp trầm giọng nói, chắc chắn thằng nhóc này đang nghĩ cái gì đó. Giọng nói bí ẩn, đừng lo, thằng nhóc này không dễ dàng bị phá hủy đạo tâm đến vậy đâu. Tiểu Tháp đáp, hy vọng là vậy. Đúng lúc này, một ảo ảnh bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn ảo ảnh đó, ảo ảnh này mới chính là thử thách thật sự. Ảo ảnh cũng cầm kiếm. Bấy giờ, ảo ảnh bỗng biến mất tại chỗ. Bù! Một tia kiếm quang xé gió lao tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đâm tới trước mặt Diệp Quân. Thuấn sát nhất kiếm. Vẻ mặt Diệp Quân bình tĩnh, lúc thanh kiếm đó còn cách hắn nửa trượng thì hắn bỗng xuất kiếm. Bù! Kiếm của hắn còn nhanh hơn. Một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực ảo ảnh kia. Ảo ảnh lập tức biến mất. Diệp Quân cất kiếm, bước về phía trước. Đi trên cầu tinh hà, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn nơi tận cùng tinh hà. Hắn bỗng nhớ lại câu nói trước đây của Tháp Gia. Cô váy trắng có thể giết nghìn tỷ thần đế. Có khi nào là Tháp Gia nói thật không? Giết nghìn tỷ thần đế. Diệp Quân nheo mắt lại, nói cách khác, trước mặt cô váy trắng, thần đế chỉ như con sâu cái kiến. Thần đế chỉ như con sâu cái kiến. Sau một hồi trầm tư, Diệp Quân bỗng mỉm cười. Tiểu Tháp hơi hoảng, người cười gì? Diệp Quân khẽ nói, Tháp Gia, cảm ơn. Tiểu Tháp ngờ vực, cảm ơn gì? Diệp Quân đáp, Tháp Gia, người yên tâm, dù ta đi trên con đường kiếm đạo vô địch, nhưng điều này không có nghĩa là chỉ được có một mình ta vô địch trên cõi đời này. Ta có thể vô địch, người khác cũng có thể vô địch, thế nên ngươi không cần phải lo lắng việc cô váy trắng quá mạnh sẽ phá hủy đạo tâm của ta. Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân chân thành nói, hơn nữa, bây giờ ta sẽ không so sánh bản thân với cha ta và cô váy trắng đâu. Cũng không thể so sánh khập khiễng vậy được, nếu ta lấy bản thân ra so sánh với bọn họ chẳng phải tự rước khổ vào thân hay sao? Những người ta nên so sánh lúc này là những thiên tài trẻ cùng thời đại với ta. Tiểu Tháp cười nói, người nghĩ được vậy là một điều rất đáng mừng. Diệp Quân, thế sau này ta có thể gọi cô váy trắng ra đánh nhau giúp ta không? Tiểu Tháp. Diệp Quân cười ha ha, Tháp Gia, ta không phải là người cổ hủ. Ta cố gắng tu luyện như vậy là mong muốn có được công bằng. Nếu bây giờ chấp kiếm nhân của thần linh tới giết ta thì chắc chắn ta sẽ không đánh lại, vào lúc đó ta phải gọi người tới giúp. Đến lúc đó rồi mà không gọi người tới giúp thì ta chính là một thằng ngốc. Tiểu Tháp cười nói, nếu là lúc đó thì có thể. Diệp Quân mỉm cười, hắn đi về phía cuối tinh hà. Nếu được, tự dựa vào bản thân mình vẫn tốt hơn. Thế nên, cố gắng đi. Diệp Quân bước nhanh hơn. Rất nhanh, Diệp Quân đã đi qua cầu tinh hà kia. Phía cuối cầu tinh hà có một lôi đài tinh không cực lớn, dài rộng chừng trăm vạn trượng, rất hoành tráng. Bên rìa lôi đài có 10 pho tượng cao trăm trượng đứng sừng sững. 8 nam 2 nữ. Diệp Quân nhìn 10 pho tượng kia, hắn biết, đây chính là 10 yêu nghiệt siêu cấp trên bảng chư thiên. 10 người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ của chư thiên vạn giới. Chắc chắn chất lượng của 10 người này rất cao. Ánh mắt Diệp Quân lóe lên sự hưng phấn, hắn khẽ nhún người,
lập tức xuất hiện ở giữa lôi đài kia. Bấy giờ, một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông ta nhìn Diệp Quân, khiêu chiến một lần, 100 vạn thần tinh. 100 vạn thần tinh. Diệp Quân gật đầu, xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt ông lão áo đen. Đương nhiên bây giờ hắn không còn cảm giác sót tiền nữa. Tiền sao? Chẳng qua chỉ là một dãy số mà thôi. Bây giờ Diệp Quân hắn đã không còn hứng thú gì với tiền nữa. Ông lão áo đen nhìn Diệp Quân rồi nói, buộc phải bắt đầu khiêu chiến từ thứ 10, chỉ khi đánh thắng được người thứ 10 mới được khiêu chiến người tiếp theo. Sau khi thành công chiến thắng, bảo vệ được một ngày, tượng sẽ tự động đổi thành tượng của ngươi, đồng thời tên của ngươi sẽ được đăng lên báo quan huyên, truyền khắp chư thiên vạn giới. Diệp Quân gật đầu, được. Ông lão áo đen nhìn Diệp Quân, không nói thêm gì, quay người biến mất. Trên lôi đài, Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại. Từ lúc trở thành đại kiếm đế, hắn chưa từng thật sự chiến đấu, bây giờ hắn đang rất khát khao được chiến đấu. Trận chiến đỉnh cao. Ngay lúc này, thời không phía trước mặt hắn bỗng rung lên, một chàng trai vận đồ trắng xuất hiện. Chân cảnh. Diệp Quân híp mắt, chàng trai này chưa đến 20 nhưng đã đạt đến chân cảnh. Thế mà y chỉ đứng thứ 10. Rõ ràng, chất lượng của bảng chư thiên này cực kỳ cao. Chàng trai áo trắng nhìn Diệp Quân, tay phải y xòe ra, một ngọn lửa bùng lên giữa lòng bàn tay y. Nhiệt độ không khí tăng lên vùn vụt. Chàng trai áo trắng nhìn Diệp Quân chằm chằm, huynh chính là Diệp Quân bỏ 1 tỷ ra truy nã chính mình đấy à? Diệp Quân gật đầu. Chàng trai áo trắng, nào, để ta xem thử thực lực của huynh thế nào. Diệp Quân nhìn chàng trai áo trắng, một giây sau, thời không trước mặt y nứt vỡ, một thanh kiếm đâm tới. Chàng trai áo trắng nheo mắt, ánh mắt hiện lên vẻ nặng nề, y khẽ động tâm niệm. Ngọn lửa trong tay hóa thành một cái khiên lửa che trước người y. Bù! Kiếm đâm tới, luồng sức mạnh khủng khiếp đánh nát chiếc khiên lửa. Bấy giờ, chàng trai áo trắng đã lui ra sau 100 trượng, nhưng y vừa đáp đất đã có một thanh kiếm nữa đâm tới. Chàng trai áo trắng thầm kinh hãi, y không dám có chút ý nghĩ khinh nhờn nào, hai tay áp mạnh xuống. Rầm! Một luồng năng lượng thần bí bao trùm thời không xung quanh. Hỏa vực. Hỏa vực xuất hiện trấn áp khiến kiếm của Diệp Quân đứng im tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài hỏa vực, Diệp Quân xuất liên tiếp 20 nhát kiếm. Một luồng kiếm quang bộc phát ra. Năng lượng mạnh mẽ đánh nát hỏa vực trong tích tắc. Thấy thế, đồng tử chàng trai áo trắng rút lại, hai tay hợp thành hình chữ thập. Ngay sau đó, một ngọn lửa trào từ trong người y ra, ngọn lửa này hóa thành một người khổng lồ cao 100 trượng. Sau đó tung một chưởng mạnh mẽ xuống bên dưới. Nhát kiếm của Diệp Quân bị cản lại, đồng thời sức mạnh khủng bố đánh lùi hắn ra sau 100 trượng. Vừa dừng lại, chân phải hắn bỗng dẫm mạnh. Bù! Một tia chớp hiện ra dưới chân hắn. Diệp Quân biến mất. Thuấn sát nhát kiếm. Diệp Quân đã đẩy tốc độ của nhát kiếm này nhanh đến cực độ, không chỉ thế, còn có 12 thanh phi kiếm cùng chém ra. Tốc độ cực nhanh. Dường như vừa lùi lại là hắn đã lập tức đánh tới, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt người khổng lồ lửa kia. 25 nhát kiếm. Đây là cực hạn của hắn hiện nay. Nhát kiếm này đâm tới đã đánh nát người khổng lồ lửa kia trong nháy mắt, cùng lúc đó, chàng trai áo trắng đứng sau lưng người khổng lồ lửa cũng bị đánh bay ra mấy 100 trượng, y vừa dừng lại đã có 12 thanh phi kiếm bay tới. Đã tính toán từ trước cả rồi. Hắn không cho chàng trai áo trắng có thời gian nghỉ ngơi. Thấy 12 thanh phi kiếm bay tới, chàng trai áo trắng thầm hoảng sợ, hai tay siết chặt, há miệng gào, một ngọn lửa tuôn từ trong miệng y ra. Ngọn lửa kia vừa xuất hiện đã bị dập tắt, ngay sau đó chàng trai áo trắng bị đánh bay ra mấy 100 trượng, mà lần này, y vừa dừng lại đã có một thanh kiếm kê ngay trước chàng y. Chàng trai áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quân ở phía xa. Trên hai tay y vẫn còn ngọn lửa cháy hừng hực. Diệp Quân nhìn chàng trai áo trắng, sau đó xòe tay ra, thanh phi kiếm kê trước trán của chàng trai áo trắng đã bay trở về trong tay hắn. Chàng trai áo trắng trầm giọng nói, ta thua rồi. Diệp Quân không nói gì, hắn quay người nhìn ông lão áo đen phía xa, ta muốn đánh người tiếp theo. Ông lão áo đen đáp, 200 vạn thần tinh. Diệp Quân xòe tay,
một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt ông lão áo đen. Ông lão áo đen cất nhẫn không gian rồi nhìn chàng trai áo trắng, là người giữ lôi đài, người có một cơ hội khiêu chiến lại hắn. Chàng trai áo trắng nhìn Diệp Quân, sau đó nói, ta đánh không lại hắn. Vừa nãy đánh nhau với Diệp Quân, y đã bị áp đảo toàn diện, dường như không có cơ hội đánh lại. Y biết mình không phải là đối thủ của chàng trai trước mặt. Ông lão áo đen khẽ gật đầu, được. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Quân, đợi một chút. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng rồi lấy ra một viên khôi phục đan ra uống. Chàng trai áo trắng bỗng lên tiếng, Diệp công tử. Diệp Quân nhìn chàng trai áo trắng, y trầm giọng nói, cẩn thận chút. Diệp Quân nhíu mày, có người muốn giết ta à? Chàng trai áo trắng nhìn Diệp Quân gật đầu, theo ta được biết thì cường giả của chư thiên vạn giới đang trên đường tới đây, huynh cẩn thận chút. Diệp Quân gật đầu, đa tạ. Chàng trai áo trắng khẽ gật đầu, đang định rời đi thì Diệp Quân hỏi, huynh đài tên là gì? Chàng trai áo trắng nhìn Diệp Quân, đáp Cung Thanh Thành. Diệp Quân gật đầu, đa tạ huynh đài. Cung Thanh Thành, khách sáo quá. Nói rồi y quay người biến mất. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay lúc này, thời không trước mặt hắn bỗng rung lên, một chàng trai khác từ tốn bước ra. Người đứng thứ 9. Chàng trai mặc một bộ áo bào đen, tay cầm một thanh đao, lúc gã bước ra ngoài, một luồng đao thế mạnh mẽ phun trào từ trong người gã ra. Luồng đao thế này hóa thành một đạo đao khí chém về phía Diệp Quân đang ngồi xếp bằng. Diệp Quân đứng dậy, bước tới trước, một luồng kiếm thế hóa thành một thanh kiếm bay ra ngoài. Tiếng nổ vang dội, đạo đao khí kia vỡ nát trong nháy mắt. Mà lúc này, chàng trai kia bỗng xông tới trước, chém một nhát đao về phía Diệp Quân. Bù! Mọi nơi chàng trai lướt qua, thời không ầm ầm nứt ra. Nhát đao này cực kỳ bá đạo, có sức mạnh vạn quân, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh. Phía xa, Diệp Quân nheo mắt rồi đâm một kiếm ra. 25 nhát kiếm. Một mảng kiếm quang và đao quang bùng nổ, Diệp Quân và chàng trai kia cùng lúc lùi lại thật xa, trong khi lùi lại, 12 thanh phi kiếm bỗng lướt qua. Phía xa, chàng trai kia bỗng vung đao liên hồi, đao quang lập lòe. Bù! Chàng trai kia lại lùi ra sau trăm trượng, gã vừa đứng lại thì Diệp Quân đột ngột cầm kiếm đâm tới. Chàng trai ngẩng phát đầu, giơ ngang đao đỡ. Bù! Nháy mắt, chàng trai lại lùi ra sau. Gã vừa dừng lại thì đã có một thanh kiếm nữa đâm tới. Chàng trai cầm đao mạnh mẽ chém về phía trước, một đạo đao mang dài nghìn trượng phóng ra từ trường đao trong tay gã. Rầm! Thanh kiếm của Diệp Quân bị nhát đao này cản được. Nhưng ngay lúc này, thời không xung quanh chàng trai bỗng nứt toác, 12 thanh phi kiếm đã đâm tới. Thấy thế, đồng tử chàng trai rút lại, sau đó quyết đoán nhận thua, ta thua rồi. Lúc này, đao của gã đã bị Diệp Quân kìm hãm, nếu gã thu đao phòng ngự, kiếm của Diệp Quân có thể giết gã, nếu gã không thu đao thì phi kiếm của Diệp Quân cũng có thể giết gã. Ý thức đã bị áp chế rồi. Chàng trai vừa dứt lời, 12 thanh phi kiếm chỉ còn cách gã mười mấy tấc chợt dừng lại. Diệp Quân đứng sang một bên, 12 thanh phi kiếm bay trở về trước mặt hắn. Chàng trai nhìn Diệp Quân, kiếm nhanh quá. Diệp Quân nói, đao của huynh cũng rất mạnh. Chàng trai nhìn Diệp Quân, đa tạ huynh đã nương tay. Diệp Quân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn tới đây chỉ để cọ sát, nếu đã thắng thì không cần phải ra tay giết người. Lúc này, chàng trai bỗng nói, đi mau. Diệp Quân nhíu mày, hắn nhìn chàng trai chỉ nhìn chằm chằm hắn rồi liếc mắt về phía ông lão áo đen đứng bên phải, nhưng gã không nói gì thêm, quay người rời đi. Nghe thế, Diệp Quân hơi nheo mắt. Hắn vừa định hỏi gì đó nhưng chàng trai đã nói, bảo trọng. Nói xong, gã lắc người, hóa thành một dải cầu vồng bay lên trời. Chàng trai vừa đi, thời không trước mặt Diệp Quân đã chấn động kịch liệt, ngay sau đó là 7 người xuất hiện trên lôi đài. Diệp Quân quay đầu nhìn những pho tượng ở bên rìa lôi đài, trầm mặc. 7 người này lần lượt là người xếp thứ 8 cho đến thứ 2 trên bảng. 7 người. Diệp Quân quay đầu nhìn ông lão áo đen đằng xa, có thể đánh hội đồng à? Ông lão áo đen gật đầu, có thể. Diệp Quân nhìn ông lão áo đen, quy tắc đặt ra từ lúc nào vậy?
ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, quy tắc vừa thay đổi, không được à? Diệp Quân cười nói, ông đại diện cho thành chư thiên vạn giới nói câu này, đúng không? Ông lão áo đen gật đầu, đúng. Cần gì gọi ai? Đại diện cho thành chư thiên vạn giới. Diệp Quân mỉm người. Một đánh bảy. Diệp Quân quay đầu nhìn bảy người đứng đằng kia, đúng là hắn khá bất ngờ. Khiêu chiến tay đối biến thành đánh hội đồng. Nhưng thế thì đã sao? Diệp Quân nhìn bảy người kia, chàng trai dẫn đầu có một mái tóc bạch kim, mặc một bộ áo bào trắng rộng rãi, cả người từ trên xuống dưới đều trắng. Tay gã giấu trong tay áo, vẻ mặt điềm nhiên, khí tức mạnh nhất trong số bảy người. Người đứng thứ hai bảng chư thiên, Tiêu Vân Sơn. Tiêu Vân Sơn nhìn Diệp Quân, bình thản nói, Diệp Quân, nếu ngươi có đồng bọn thì cũng có thể gọi tới. Diệp Quân chỉ mỉm cười khi nghe Tiêu Vân Sơn nói vậy, là ngươi nói đấy nhé. Nghe thế, đám Tiêu Vân Sơn đều nhíu mày. Là thiếu chủ của Thư viện Quan Huyên, chắc chắn Diệp Quân có đồng bọn, lẽ nào thật sự có người âm thầm bảo vệ Diệp Quân? Nghĩ đến đây, ánh mắt đám Tiêu Vân Sơn đều toát ra vẻ đề phòng. Đánh hội đồng Diệp Quân, đương nhiên bọn họ không sợ, nhưng nếu Diệp Quân cũng gọi đồng bọn thì phần thắng của bọn họ không lớn lắm. Thấy thế, Diệp Quân bỗng phì cười, một đám vô dụng. Giết các ngươi, cần gì phải gọi thêm ai? Dứt lời, hắn bỗng biến mất. Vù! Một tia chớp xuất hiện dưới chân Diệp Quân. Giây phút này, hắn đẩy tốc độ của mình lên nhanh cực điểm. Lần này hắn thật sự đã nảy sinh sát ý, thế nên hắn đã dốc toàn lực để đâm kiếm ra. Ngay lúc Diệp Quân ra tay, đám Tiêu Vân Sơn ở phía xa bỗng tái mặt, lòng chấn động không ngớt. Tốc độ quá khủng bố. Tốc độ của Diệp Quân nhanh đến bất thường. Nhát kiếm này của Diệp Quân không đâm về phía Tiêu Vân Sơn, mà là đâm vào kẻ yếu nhất trong bảy người, chính là người xếp thứ 8 Lâm Phong. Lúc phát hiện Diệp Quân đang đâm kiếm về phía mình thì sắc mặt Lâm Phong tái mét, hắn ta không ngờ người Diệp Quân đối phó lại là mình. Với khoảng cách gần thế này, hắn ta không có cơ hội tránh né. Hắn ta vừa định ra tay thì đã bị một thanh kiếm đâm xuyên ấn đường. Phụt! Một tia máu tươi bắn ra từ ấn đường Lâm Phong. Giết một người trong nháy mắt. Đám Tiêu Vân Sơn bây giờ mới hoàn hồn, gã bỗng xông lên trước, đấm một quyền về phía Diệp Quân với tốc độ cực nhanh. Lúc Diệp Quân giết Lâm Phong kia, nắm đấm của gã đã tới sát bên người Diệp Quân, sức mạnh khủng khiếp khiến thời không chỗ Diệp Quân đang đứng vặn vẹo. Nhưng bấy giờ, Diệp Quân bỗng biến mất như một hồn ma, một đạo kiếm quang lướt qua, nhanh đến kinh hồn. Thấy thế sắc mặt Tiêu Vân Sơn tái đi, Cố Khâm, cẩn thận. Cố Khâm, người đứng thứ bảy trên bảng chư thiên. Nghe Tiêu Vân Sơn nhắc nhở, Cố Khâm đứng bên cạnh hoảng hốt, nhưng gã phản ứng cực nhanh, vì sau khi Lâm Phong bị Diệp Quân giết trong chớp mắt, gã đã luôn đề phòng, thế nên khi Diệp Quân cầm kiếm đâm tới trước mặt gã thì hai tay gã đã chặn phía trước, một luồng kim quang tỏa ra từ trong cơ thể gã, cuối cùng hóa thành một chiếc khiên vàng cản trước người gã. Gã không đối đầu trực diện với Diệp Quân, vì gã phát hiện nhát kiếm của Diệp Quân quá mạnh. Nếu đối đầu trực diện, không chết cũng bị thương. Lúc này, Diệp Quân đâm kiếm tới. Rắc! Trong ánh nhìn của tất cả mọi người, khiên vàng trước mặt Cố Khâm vỡ vụn, sức mạnh khủng bố kia đánh bay Cố Khâm, lúc gã bay ra ngoài, một thanh phi kiếm bỗng lướt tới. Bù! Cố Khâm kia dừng lại, gã chỉ còn là linh hồn, hơn nữa trên linh hồn còn cắm một thanh kiếm. Lại lần nữa giết người trong tích tắc. Nhưng lúc Diệp Quân vừa định lùi lại thì hắn nhíu mày, quay phát người lại chém ra một nhát kiếm. Bù! Thời không vụn vỡ, Diệp Quân bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Diệp Quân vừa dừng lại, thời không xung quanh hắn đã tầng tầng nén lại. Diệp Quân quay đầu nhìn sang bên, ở đó có một cô gái đang thi pháp. Thần thuật sư, Chiêm Tịnh. Người đứng thứ ba trên bảng chư thiên. Cũng là thần thuật sư duy nhất trên bảng chư thiên. Hơn nữa còn là thần thuật sư cấp thánh. Thời không xung quanh Diệp Quân tầng tầng nén lại, một luồng trọng lực thời không khủng bố đè lên người Diệp Quân. Giây phút này, hắn cảm thấy sức nặng vạn cân đang đè lên người mình. Cùng lúc đó, thời không xung quanh hắn xuất hiện vô số phù văn màu xanh, những phù văn màu xanh này phóng thích ra từng luồng sức mạnh phong ấn mạnh mẽ, không ngừng gia cố cho thời không chỗ hắn đang đứng.
rõ ràng cô ta đang sợ hắn cưỡng ép phá vỡ thời không. Bấy giờ, Tần Âu đứng thứ tư bảng Chư Thiên bỗng nhún người nhảy lên trên đỉnh đầu Diệp Quân, ánh mắt hắn ta dữ dằn, tay phải lật lại, chưởng xuống đầu Diệp Quân. Ầm, một đạo chưởng ấn dài nghìn trượng xuyên thời không, áp xuống Diệp Quân ở bên dưới, uy lực mạnh mẽ khiến thời không chấn động kịch liệt, vô cùng ghê người. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng bước tới trước một bước, hắn liên tục xuất ra 25 nhát kiếm. Rầm, thời không khu hắn đang đứng lập tức vỡ nát. Thấy thế, Tiêu Vân Sơn đứng phía xa thầm kinh hãi, Chiêm Tịnh, cẩn thận. Gã vừa dứt lời thì Diệp Quân đã xuất hiện trước mặt Chiêm Tịnh. Cô ta hơi híp mắt, lắc người hóa thành một hư ảnh lùi ra sau với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã lùi ra mấy trăm trượng. Nhưng Diệp Quân nhanh hơn. Bù! Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì ấn đường của Chiêm Tịnh kia đã nứt ra, máu tươi từ từ phun ra ngoài. Cấp nhân tiên, kiếm ẩn tiên, đây là kiếm chủ Vĩnh Hằng tặng hắn, hắn chưa dùng lần nào, đây là lần đầu hắn dùng đến. Uy lực khủng bố, thanh kiếm này im hơi lặng tiếng, đồng thời được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, khiến tốc độ phi kiếm của hắn tăng lên ít nhất 5 phần. Tốc độ của nhát kiếm này, dù có là thần thuật sư cấp đế cũng không thể tránh né được. Nhát kiếm giết Chiêm Tịnh của Diệp Quân khiến tất cả mọi người đều tái mặt. Giết trong nháy mắt, tốc độ kiếm của Diệp Quân thật sự quá nhanh. Ở một bên khác, sắc mặt ông lão áo đen đứng xem trận chiến cũng trở nên cực kỳ nặng nề. Ông ta không ngờ năng lực chiến đấu của Diệp Quân lại khủng bố đến mức này. Một đánh bảy, giết ba người trong tích tắc. Điều này hơi vô lý rồi nha. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, sắc mặt u ám cùng cực, không biết đang nghĩ gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.